Phần 2. Nội thiên. Chúng tôi dịch ra sao? Trước khi vào phần dịch, tôi xin có ít điều thưa trước. Ngoại thiên và tạp thiên có nhiều bài tư tưởng nông cạn, bút pháp tầm thường, nhưng tôi cũng dịch hết vì nghĩ rằng Trăng Tử là một tác phẩm quan trọng nên có bản dịch trọn bộ để độc giả thấy rõ nó ra sao rồi mới nhận định đúng về nó được. Nếu chỉ căn cứ vào một số bài hay thì không sao tránh được lầm lẫn. Tuy nhiên, có hai đoạn trong bài 23.3 và 4, mỗi đoạn độ 10 hàng, đọc kỹ năm bản, tôi có trong tay, coi chương 3. Tôi vẫn không hiểu tác giả muốn nói gì nên tôi dịch không nổi, phải bỏ. Trước khi dịch, tôi chia mỗi chương thành nhiều bài hoặc đoạn để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Nhưng tôi không đặt tên cho mỗi bài như tôi đã làm trong bộ Liệt Tử và Dương Tử, vì số bài quá nhiều, trên dưới 300. Mà nhiều bài rất khó đặt tên cho gọn và diễn được hết ý. Khi dịch, tôi không theo lời chú giải của riêng một bản nào. Nếu có nhiều cách chú giải khác nhau thì tôi sẽ lựa một, và nếu cần sẽ chép thêm nguyên văn phiên âm chứ không có chữ Hán, vì công việc ấn loát lúc này khó khăn và tốn kém. Với một hoặc hai cách giảng mà tôi đã bỏ không theo, tôi lựa theo những quy tắc dưới đây. Cách hiểu nào tôi cho là hữu lý hơn cả. Ví dụ, câu đầu bài 27.1, nguyên văn là: Ngụ ngôn thập cửu, trọng ngôn thập thất, chi ngôn nhật xuất, hoa dĩ thiên nghê. Liuo Kiawei dịch là: Ngụ ngôn chứa 9 phần 10 chân lý. Còn chi ngôn thì xuất hiện mỗi ngày theo luật tự nhiên. Tôi không hiểu tại sao ngụ ngôn lại đúng hơn trọng ngôn, mà Liu Kiawei dịch là Pahoy de Pois. Mà như vậy thì chi ngôn Pahoy de Secondston chứa bao nhiêu phần chân lý, sao không thấy nói? Cho phép làm văn như vậy không ổn, đã so sánh thì phải so sánh cả ba. Tôi đã theo cách hiểu của Vương Phu Chi: Ngụ ngôn chiếm 9 phần 10, trọng ngôn chiếm 7 phần 10 trong 9 phần 10 đó. Một phần còn lại là chi ngôn. Vì trong bộ Trang Tử, tôi thấy ngụ ngôn, gồm cả trọng ngôn, chiếm đại đa số, có thể tới 8-9 phần 10 thật. Có khi, tôi lựa một cách giảng ra sao để cho đoạn văn khỏi mất liên lạc với đoạn sau, như tôi đã trình bày trong chương 3 về đoạn Dã mã dã, trần ai dã, sinh vật chi dĩ, tức tương suy dã. Ở đầu chương Tiêu Giao Du 1.1, một thí dụ nữa, bài 11.1, tôi đã theo ý tôi mà dịch câu: Phi đức dã nhi khả trường cửu dã giả, thiên hạ vô chi, là không giữ cái đức mà sống lâu được là điều không hề thấy, để chuyển xuống đoạn dưới. Có khi có hai cách dịch đều chấp nhận được, tôi lựa cách nào mà tôi cho là có ý nghĩa sâu sắc hơn, như câu cuối bài 11.5, nguyên văn là: Đổ hữu giả, tích chi quân tử, đổ vô giả, thiên địa chi hữu. Hoàng Cẩm Hoành dịch là: Bậc quân tử thời xưa nhận rằng vật tồn tại, còn bạn của trời đất thì nhận rằng không có vật nào tồn tại. Tôi tiếp theo ý ở câu trên câu đó: Cái gì đã đại đồng thì vô kỷ, không có cái ta riêng. Đã vô kỷ thì làm gì còn tồn tại riêng nữa. Mà theo Louis Kiahuay dịch là: Những người mà ta thấy còn tồn tại riêng, đó chỉ là bậc quân tử thời xưa. Những người ta không thấy tồn tại riêng nữa, nghĩa là vô danh, đó mới là bạn của trời đất, tức hạng trở về bản căn, đạt đạo, hòa đồng với vũ trụ rồi. Sau cùng có trường hợp nghĩa rất tối, ba nhà hiểu ba cách, cách nào cũng không được, thì tôi lựa cách dễ nhất, chứ chẳng vì một lý do gì khác, như câu Phủ Sung Nhất Thượng Khả, viết Dũ Quý, Đạo Cơ Hĩ ở cuối chương 33, Thiên Hạ. Trước chúng tôi đã có hai bản tuyển dịch Trang Tử, sau chúng tôi chắc sẽ còn nhiều người dịch nữa, mà bản dịch nào cũng sẽ có nhiều chỗ không giống các bản khác. Trang Tử không như Mạnh Tử, chỉ có thể hiểu được một cách, trừ vài ba chữ không quan trọng. Tôi mong độc giả hiểu cho lẽ đó mà coi bản của chúng tôi may mắn lắm là có giá trị ngang các bản khác thôi. Những chữ viết tắt trong phần dịch: VPC Vương Phu Chi Thuyền Sơn, GNL Diệp Ngọc Lân, HCH Hoàng Cẩm Hoành, LKH Liu Kiawei. Chương 1 Thảnh Thơi Tự Tại Tiêu Giao Du. 1. Biển Bắc có con cá gọi là cá côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm,
nó biến thành con chim, gọi là chim bằng, lưng rộng không biết mấy ngàn dặm. Khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời. Biển Bắc động thì nó rời về biển Nam. Biển Nam là ao trời. Tây Hải là sách ghi những chuyện quái dị. Sách đó bảo khi con chim bằng rời xuống biển Nam, nó đập nước tung tóe lên 3.000 dặm, rồi nương gió lốc cuốn lên cao 9.000 dặm. Nó xuống biển Nam vào tháng 6, lúc gió nổi lên. Ở dưới nó là hơi nước bốc lên, coi tựa như những con ngựa hoang và bụi cát, cùng hơi thở các sinh vật. Mà ở trên nó, màu thanh thiên kia phải là bản sắc của trời, không hay là vì trời xa thăm thẳm mà ta nhìn thấy như vậy. Vì từ trên cao nhìn xuống thì cũng thấy một màu đó. Nước không sâu thì không chở được thuyền lớn. Đổ một chén nước xuống một chỗ lõm ở trước sân thì thả một cọng cỏ xuống làm thuyền được. Nếu thả cái chén đó xuống thì chén chạm đất, không nổi được. Vì nước nông mà thuyền lớn, lớp không khí mà không dày thì không đỡ được những cánh chim lớn. Cho nên con chim bằng phải bay lên cao 9.000 dặm để có lớp không khí dày đỡ nó ở dưới. Rồi lưng nó mới đội trời xanh, không hề bị cản trở mà bay xuống biển Nam được. Con ve sầu và con chim cưu cười con chim bằng rằng: chúng tao bay vù lên cây du, cây phương, có lúc bay không tới mà rớt xuống đất, hà tất phải bay cao 9.000 dặm để xuống phương Nam. Người nào muốn tới một chỗ gần ở ngoài thành thì chỉ cần mang theo lương thực cho đủ 3 bữa, mà khi về bụng hãy còn no. Kẻ nào muốn đi 100 dặm thì phải chuẩn bị lương thực để nghỉ đêm. Muốn đi 1.000 dặm thì phải chuẩn bị lương thực cho 3 tháng. Hai con vật nhỏ kia, tức con ve sầu và con chim cưu, biết đâu lẽ đó. Trí lực nhỏ không thể so sánh với trí lực lớn. Cuộc đời ngắn không thể so sánh được với cuộc đời dài. Làm sao biết được điều ấy? Như cây nấm chỉ sống một buổi sáng thì không biết được chọn một ngày. Con huệ cô, một loại ve sầu, sinh mùa xuân thì mùa hè chết, sinh mùa hè thì mùa thu chết, không biết được chọn một năm. Đó là những loài cuộc đời ngắn ngủi. Ở miền Nam nước Sở có một con rùa thiêng. Mùa xuân của nó dài 500 năm, mùa thu dài 500 năm. Đời thượng cổ có một cây xuân lớn, mà mùa xuân dài tới 8.000 năm, mùa thu dài cũng 8.000 năm. Đó là những loài cuộc đời lâu dài. Ông Bành Tổ chỉ sống 700 năm, mà ngày nay hễ nói tới thọ, ai cũng cho ông bậc nhất, chẳng đáng buồn ư. Trong cuộc đàm thoại giữa ông Thang và ông Cách cũng có một đoạn như vậy. Ở phương Bắc hoang dã có một cái biển gọi là ao trời. Trong biển có một con cá, chiều ngang rộng mấy ngàn dặm, không biết chiều dài là bao nhiêu, gọi là cá côn. Có một con chim gọi là chim bằng, lưng lớn như núi Thái Sơn, cánh như đám mây rủ ở trên trời. Nó nương ngọn gió lốc, xoắn như sừng cừu, bay lên cao 9.000 dặm, vượt lên khỏi các đám mây, lưng đội trời xanh mà bay về biển Nam. Một con chim cút ở trong cái đầm nhỏ cười nói: con đó bay đi tận đâu vậy? Tôi lên cao độ vài trăm nhẫn rồi xuống, bay liệng trong đám cỏ bồng cỏ cào, cho bay như vậy là đủ rồi. Con đó bay đi đâu vậy kìa? Lớn với nhỏ khác nhau như vậy đó. Có người tài trí đủ để làm một chức quan, có người hạnh làm gương được cho một làng, có người đức đáng làm vua mà được cả nước phục. Nhưng dù thuộc hạng nào thì cũng đều tự đắc như con chim cút kia vậy. Ông Vinh Tử nước Tống cười họ: dù cả nước khen ông cũng không mừng, cả nước chê ông cũng không buồn, vì ông biết phân biệt nội và ngoại, vinh và nhục. Người như ông thật hiếm ở đời, nhưng ông chỉ biết tự thủ, tự giữ mình thôi, chứ chưa tự thích nghi với vật mà thành bậc đại. Ông Liệt Tử cưỡi gió mà bay, thật nhẹ nhàng khoan khoái, 15 ngày rồi về, có phúc lớn như ông thật hiếm ở đời. Tuy khỏi phải đi, nhưng ông vẫn còn tùy thuộc một cái gì, tức đợi cho gió nổi lên. Đến như hạng người làm chủ được cái chính đạo của trời đất, chế ngự được lục khí để ngao du trong vũ trụ vô biên, còn tùy thuộc cái gì nữa đâu. Cho nên người ta bảo, bậc trí nhân có đức tuyệt cao thì quên mình, bậc thần nhân thì không lập công, bậc thánh nhân thì không lưu danh. Chú thích: hai bản tuyển dịch, một của Nhượng Tống, một của Nguyễn Duy Cần. Chim bằng: có sách chú giải cá côn là cá voi, chim bằng là chim phượng.
lại có sách bảo cá côn là một loại cá nhỏ và khen Trang Tử có một bút pháp độc đáo, dùng những vật nhỏ để trỏ những vật cực lớn, để chỉ sự vô thường của cái lớn và cái nhỏ. Tề Hải. Giản Văn Đế bảo Tề Hải là tên sách, Từ Mã Bưu bảo là tên người, hiểu cách nào cũng được vì tên đó không có thật. Lúc gió nổi lên, có sách giảng là nó xuống biển Nam vào tháng 6, có sách giảng là nó xuống biển Nam nghỉ ở đó 6 tháng. Vì từ trên cao nhìn xuống thì cũng thấy một màu đó. Đoạn này thật tối nghĩa, mỗi nhà giải thích mỗi khác. LKH bảo Trang Tử muốn tả những vật mà chim bằng trông thấy khi nó bay lên. VPC bảo Trang Tử muốn nói sở dĩ chim bằng bay cao được vì có hơi nước, bụi cát, hơi thở của các sinh vật đỡ nó ở dưới và một lớp không khí dày ở trên và dưới. Hiểu như Vương thì đoạn này có liên lạc với đoạn sau hơn. Vì vậy tôi theo Vương và thêm mấy chữ trong dấu ngoặc đơn. Con chim cưu, một loài bồ câu, có từ điển Hán Việt dịch là con tu hú. Cây du, cây phương, loài cây dùng để làm thuốc nhuộm. Mang lương thực cho đủ 3 bữa mà khi về bụng hãy còn no, nghĩa là mang theo lương thực cho một ngày, sáng đi tối về. Chuẩn bị lương thực để nghỉ đêm, nghĩa là mang theo lương thực cho 2 ngày, mỗi dặm ra nửa cây số ngày nay. Một ngày, có sách giảng là một tháng. Con rùa thiêng, minh linh, có sách giải thích là một loại cây. Chẳng đáng buồn ư, ý nói, người ta cho kiếp người 100 năm là ngắn, muốn được như ông Bành Tổ. Nhưng tuổi thọ của ông Bành Tổ còn thua xa con rùa thiêng, cây xuân. Giá có được như ông thì vẫn chưa thỏa mãn. Ông Thang, ông Cách. Thang là ông vua diệt vua Kiệt mà chấm dứt nhà Hạ, mở đầu nhà Thương. Cách là một đại phu nhà Hạ, nổi tiếng là hiền. Chữ cức là gai, ở đây đọc là cách. Một nhẫn là 8 thước thời đó, mỗi thước khoảng 1 gang tay. Con đó bay đi đâu vậy kìa? Đoạn này có chép trong bộ Liệt Tử. Ông Vinh Tử, nước Tống. Một hiền triết nước Tống thời đó, Trương Thiên Hạ ở cuối cuốn này gọi là Tống Kiên, trong bộ Mạnh Tử gọi là Tống Khanh, trong bộ Tuân Tử gọi là Tống Tử. Phân biệt nội và ngoại. Nội là chân giá trị của mình, ngoại là lời khen hay chê của người. Thành bậc đại, nguyên văn, hữu vị, thụ giã, mỗi sách giảng một khác. LKH giảng là không lập được thuyết gì làm cơ sở cho đức tự thủ. Lục khí là âm dương, gió mưa, ánh sáng và bóng tối. Bậc thánh nhân thì không lưu danh vì họ ảnh hưởng tới mọi người mà không ai thấy, không ai ngờ là nhờ họ. 2. Vua Nghiêu muốn nhường ngôi cho Hứa Do bảo: mặt trời mặt trăng đã xuất hiện, đuốc làm sao còn sáng được nữa mà không tắt đi? Mưa đã đổ mà còn tưới ruộng làm gì cho phí sức? Phu tử mà lên ngôi thì nước sẽ trị, tôi còn giữ hư vị này, nhưng người đại diện cho người chết trong tang lễ tự lấy làm xấu hổ. Tôi xin giao thiên hạ cho phu tử. Hứa Do đáp: nhà vua trị nước mà nước được bình trị, bây giờ tôi lên thay, thế là cầu danh ư? Danh là khách của cái thực, tôi đóng cái vai khách sao? Con chim tiêu liêu, một loài chim nhỏ, làm tổ trong rừng, chiếm bất quá một cành cây. Con chim yển thử uống nước sông, bất quá đầy bụng thỉ thôi. Xin nhà vua cứ giữ ngôi, tôi có biết dùng thiên hạ làm gì đâu. Nếu người bếp mà không biết nấu nướng thì người đại diện cho người chết và người chủ tế cũng không bỏ chức vụ của mình mà thay người bếp được. Chú thích: Hứa Do là một ẩn sĩ thời cổ, tự là Vũ Trọng. Tương truyền Vua Nghiêu nhường ngôi cho ông không nhận, trốn vào núi ở. Vua Nghiêu trọng Hứa Do như bậc thầy mình nên gọi là phu tử, nghĩa là danh chỉ là hư. Yển có nghĩa là tiềm phục, nép. Có sách bảo yển thử là một con vật hình giống con bò. LKH dịch là con tapir, con mạch. Nguyên văn là thi, người đại diện người chết trong tang lễ để con cái khi tế thấy như cha mẹ còn ngồi đó. Do đó mà sau
trỏ cái thây. 3. Kiến Ngô hỏi Liên Thúc: "Tôi thấy Tiếp Dư nói những lời khoa đại và không xác thực, đi mà không trở về. Tôi sợ rằng những lời đó không biết đâu là cùng như giải ngân hà, quái đản, bất cận thân tình." Liên Thúc hỏi: "Ông ấy nói gì?" "Trên núi Cô Xạ xa xôi có thần nhân ở, da họ trong trắng như băng tuyết, họ đẹp đẽ mềm mại như gái trinh, họ không ăn ngũ cốc, chỉ hít gió uống sương mà sống, họ cưỡi mây và rồng, bay mà đi khắp ngoài cõi bốn bể. Họ định thần mà làm cho vạn vật không bị bệnh tật, mùa màng năm nào cũng trúng, tôi cho là nói bậy, không tin." Liên Thúc bảo: "Đúng vậy, kẻ đuôi không thấy được những màu sắc, đường nét đẹp đẽ, kẻ điếc không nghe được tiếng chuông, tiếng trống. Nào phải chỉ hình hài mới đuôi điếc, trí tuệ cũng đuôi điếc nữa. Lời đó là nói về anh đấy, những thần nhân đó có đức cao nên hòa đồng được vạn vật. Người đời có cầu họ chỉ nước, họ cũng không thèm chịu khó nhọc về việc cõi tục này. Không có vật gì có thể làm hại họ được. Nước có dâng lên tới trời, họ cũng không bị chết đuối. Trời có đại hạn tới nỗi kim thạch chảy ra, cháy cả rừng núi, đồng ruộng, họ cũng không thấy nóng. Dùng những trần cấu, cặn bã của họ có thể tạo thành những người như Nghiêu, Thuấn. Họ đâu có chịu lo những việc trần tục của chúng ta. Một người nước Tống đem mũ lễ qua nước Việt bán, nhưng người Việt cắt tóc, xăm mình đâu có dùng những mũ ấy. Vua Nghiêu chỉ dân, bình định Hải Nội rồi, bèn lên núi Cô Dạ ra mắt bốn hiển nhân là Hứa Do, Niết Khuyết, Vương Nghê, Bị Y. Khi trở về tới phía bắc sông Phần, ông không biết gì nữa, quên mất thiên hạ của ông. Chú thích: Tiếp Dư có nghĩa là người đi sau xe, tương truyền là một ẩn sĩ nước Sở, đồng thời với Khổng Tử, cày ruộng lấy mà ăn, làm bộ điên khùng nên cũng gọi là Sở Cuồng, người cuồng nước Sở. Họ Lục, tên Thông. Vua Sở nghe tiếng ông, sai sứ giả tặng ông 100 giật vàng, mời ông giúp nước. Ông cười mà không nhận. Sau hai ông bà bỏ nhà đi đâu không biết. Đi mà không trở về, nguyên văn: "Vãng nhi bất phản." Các sách tôi có đều không giảng, tôi đoán nghĩa là cứ nói phứa đi, không nghĩ lại. Nếu hiểu là bỏ nhà đi đâu không biết thì mấy chữ đó lạc lõng, trơ vơ. Sông Phần nay ở tỉnh Sơn Tây. Vì bị bốn hiển nhân đó cảm hóa, không muốn chỉ dân theo chính sách hữu vi của mình nữa mà chỉ muốn vô vi. 4. Huệ Tử bảo Trang Tử: "Vua Ngụy cho tôi một hạt giống bầu lớn, tôi đem trồng được những trái chứa được 5 thạch. Dùng cả một trái để chứa nước thì nó không đủ cứng để chịu được, khiêng đi thì bể, nếu xẻ nó thành nhiều phần thì lại nông quá, không chứa được bao nhiêu. Thành thử tuy nó lớn mà vô dụng, cho nên tôi đã đập bỏ." Trang Tử bảo: "Vậy là ông Phụng sử dụng những vật lớn rồi." Một người nước Tống chế được một thứ thuốc bôi ngón tay cho khỏi nứt nẻ. Gia đình người đó đời đời làm công việc đập lúa. Một người lạ hay tin lại trả 100 đồng tiền vàng để mua phương thuốc. Người đó họp cả họ lại bảo: "Chúng ta đời đời đập lúa chỉ kiếm được vài đồng tiền vàng, bây giờ chỉ trong một buổi có thể thu được 100 đồng nên bán cho họ đi." Người lạ kia được phương thuốc rồi lại thuyết vua Ngô. Lúc đó nước Việt đang gây chiến với Ngô, vua Ngô bèn phong người đó làm tướng. Mùa đông hai bên thủy chiến với nhau, Việt đại bại phải cắt đất cho Ngô, vua Ngô đem đất đó phong cho ông ta. Cùng dùng một thứ thuốc mà người thì được phong đất, kẻ vẫn phải đập lúa, chỉ vì cách dùng khác nhau. Nay ông có trái bầu chứa được 5 thạch, sao không nghĩ cách dùng nó làm một trái nổi để qua sông, hở? Phàn nàn rằng xẻ ra thì nó nông quá, không chứa gì được. Chính là vì lòng của ông không thông đạt đấy. Chú thích: Huệ Tử, tức Huệ Thi, sinh khoảng 370 trước công nguyên, mất khoảng 330 trước công nguyên. Có thể lớn hơn Trang Tử độ 10 tuổi, học theo phái Mặc Tử, làm tướng quốc nước Lương, học rộng, chơi thân với Trang Tử, được Trang Tử rất trọng. Một thạch bằng 100 thưng, khoảng 10 đấu. Việt đại bại vì thủy quân Việt không có thuốc đó, tay nứt nẻ cả, không chiến đấu được. Chính là vì lòng của ông không thông đạt đấy. Nguyên văn: Hữu bổng chi tâm. LKH dịch là Esprit Leger, nhẹ dạ, không biết suy tính. 5. Huệ Tử bảo Trang Tử: "Có một cây lớn gọi là cây sư,
thân nó nổi u. Chỗ lồi chỗ lõm, không dùng dây mực của thợ mộc mà vạch đường được. Cành nhỏ của nó cong queo, không dùng cái quy và thước vuông để xẻ được. Nó mọc ở ngay bên đường mà không một người thợ mộc nào thèm ngó tới. Thuyết của ông cũng vậy, rộng lớn mà không dùng được nên không ai theo. Trang Tử đáp: "Ông có thấy con ly tinh không? Nó nép mình để rình mồi, nó nhảy qua đông qua tây, chẳng kể cao thấp, nhưng có ngày nó cũng chết vì bẫy, vì lưới. Còn con thai ngưu, thân lớn như đám mây trên trời mà không bắt nổi một con chuột. Ông có một cây lớn mà lo rằng nó vô dụng, sao không trồng nó ở chỗ hư vô tịch mịch, trong cánh đồng mênh mông, để những kẻ nhàn rỗi thơ thẩn dạo chung quanh thảnh thơi ngủ dưới bóng mát của nó. Nó không sợ bị búa dìu đốn hoặc bị ngoại vật làm hại. Nó không dùng được vào việc gì thì tai họa làm sao mà đến." Chú thích: cây sư, một thứ cây lớn mà gỗ xấu không dùng được. Cái quy, cái compa. Con ly tinh, có sách cho là hai con vật, con mèo rừng và con trồn, hoặc con chó sói. LKH dịch là con bliti, một loài cầy. Con thai ngưu, LKH dịch là con giác, một loại trâu ở Trung Á. Thì tai họa làm sao mà đến? Vương Phu Chi, Diệp Ngọc Lân và Hoàng Cẩm Hoành đều hiểu như vậy. Riêng Louis Kiahui dịch là: thì sao lại làm cho ông lo nghĩ? Nguyên văn: an sở khốn khổ tai. Nhận định: Lão Tử và Trang Tử là hai triết gia làm tốn giấy mực cho đời sau nhiều nhất. Mỗi nhà ít gì cũng được cả trăm người khác chú ý. Một phần là vì triết thuyết của họ rất sâu sắc, ảnh hưởng tới tư tưởng và đời sống Trung Hoa. Nhưng nguyên nhân chính là văn của họ cô đọng quá, hàm xúc quá, có thể hiểu được nhiều cách, nhiều chỗ, không ai biết chắc được họ muốn nói gì, đành phải suy đoán. Hai bộ Đạo Đức Kinh và Trang Tử, Nam Hoa Kinh so với hai bộ Luận Ngữ và Mạnh Tử về phương diện sáng sủa thực khác nhau xa quá. Một bên mù mờ bao nhiêu, một bên sáng sủa bấy nhiêu. Tóm tắt ý chính trong chương này, Diệp Ngọc Lân dẫn lời của Vương Tiên Khiêm, tức Vương Ích Ngô, một triết gia đời Thanh, cho Tiêu Giao Du tự tại là siêu thoát ra ngoài thế vật, theo lý thiên nhiên. Ý đó giống ý của Quách Tượng, học giả đời Tấn, tự là Tử Huyền, cùng với Hướng Tú là những người đầu tiên chú giải Trang Tử. Trong câu này, vật tuy lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi loài cứ theo thiên tính của mình, làm theo khả năng của mình, thì là tiêu giao. Theo lý thiên nhiên hay theo thiên tính thì cũng vậy. Nhưng Hoàng Cẩm Hoành lại bác ý của Quách Tượng, cho tiêu giao là vô vi, vì Hoàng căn cứ vào câu: bậc trí nhân thì quên mình, bậc thần nhân thì không lập công, bậc thánh nhân thì không lưu danh. Ở cuối bài 1, trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Vương Phu Chi, tức Vương Thuyền Sơn, một triết gia danh tiếng đời nhà Thanh, cũng cho rằng phải theo thiên tính của mình, như con chim cưu chỉ bay lên ngọn cây, có khi còn không tới, mà không vì vậy ganh tị với con chim bằng, bay cao được tới 9 vạn dặm. Nhưng lại chú trọng tới điều kiện này là không phải tùy thuộc cái gì, vô sở đãi thì mới thực thảnh thơi. Con chim bằng phải tùy thuộc lớp không khí dày ở dưới nó. Liệt tử cưỡi gió mà bay thật nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng vẫn phải tùy gió nổi lên mới bay được. Như vậy chưa thực là tiêu giao. Hễ còn tùy thuộc một cái gì thì chưa được hoàn toàn tự do, làm sao mà thảnh thơi được. Luio Kiaway chắc cũng nghĩ như Vương Phu Chi, nên dịch tiêu giao du là liberty naturelle, sự tự do thiên nhiên. Như vậy chúng ta đã có 3 điều kiện của sự tiêu giao tự tại rồi: phải thuận theo thiên tính, không tùy thuộc một cái gì, phải được hoàn toàn tự do, vô vi, không lập công, không cầu danh, quên mình đi, tức siêu thoát ra ngoài thế vật để khỏi tùy thuộc thế vật. Như Hứa Do trong bài 2 là đã tiêu giao, Vua Nghiêu trong bài đó chưa tiêu giao, nhưng trong bài 3, khi ở núi Cô Dạ về, chịu ảnh hưởng của 4 vị thần nhân mà quên mất thiên hạ của mình, lúc đó mới được tiêu giao. Quan điểm vô vi này Trang đã mượn của lão, mà còn tiến xa hơn lão nữa. Theo tôi còn thêm một điều kiện nữa: muốn được tuyệt đối tiêu giao thì phải hòa đồng với vạn vật, như các thần nhân trên núi Cô Dạ, bài 3.
lúc đó sẽ chế ngự được lục khí để giao du trong vũ trụ vô biên. Bài 1. Nước lửa đều không làm hại mình được. Bài 3. Tôi ngờ rằng Trang Tử ở đây đã chịu ảnh hưởng của Liệt Tử. 4 điều kiện kể trên là ý chính trong chương này. Ngoài ra còn vài ý phụ nữa như là vô tài thì toàn mệnh được như cây sư, bài 5. Tiểu trí không hiểu được đại trí như con ve sầu, con chim cưu, con cút, cười con chim bằng, bài 1. Khéo dùng vật thì không vật nào là vô dụng, bài 4, bài 5. Mà chỉ hạng đại trí mới biết dùng những vật tầm thường vào những việc lớn, bài 4. Hết chương 1, Thảnh Thơi Tự Tại, Tiêu Giao Du. Chương 2, Mọi Vật Ngang Nhau, Tề Vật Luận. 1. Nam Quách Tử Kỳ ngồi tựa cái bàn con, ngước mắt lên trời thở dài như người mất hồn. Nhan Thành Tử Du đứng hầu một bên hỏi: Sao thầy tới nỗi như vậy? Hình hài như một cây khô, mà tinh thần thì như tro tàn. Người tự vào bàn lúc này với người tự vào bàn lúc nãy không phải là cùng một người sao? Tử Kỳ đáp: Anh Yển, anh hỏi như vậy là phải. Thầy đã tự quên thầy, anh biết không? Anh đã được nghe tiếng sáo của người mà chưa được nghe tiếng sáo của đất, hoặc đã được nghe tiếng sáo của đất mà chưa được nghe tiếng sáo của trời, thiên lại. Xin thầy giảng cho con thế nào là nghĩa làm sao? Đất thở thì thành gió, gió không thổi thì thôi, đã thổi thì cả vạn hang lỗ đều gào thét lên. Anh có nghe tiếng gió hú bao giờ chưa? Trên rừng núi cao ghê gớm, có những cây lớn, chu vi được cả trăm gang tay. Thân cây có hang có lỗ, như lỗ mũi lỗ tai hoặc miệng người. Lại có những lỗ vuông, như lỗ đục trong các đà ngang hoặc lỗ mắt cáo. Có lỗ như miệng cối, như ao sâu, như vũng cạn. Gió thổi thì những lỗ ấy phát ra những tiếng khác nhau. Có khi như tiếng nước chảy ào ào, có khi như tiếng tên bay vút vút, có khi như tiếng thú gầm, như tiếng thở nhẹ. Có khi như tiếng người mắng mỏ, khóc lóc, than thở. Có khi như tiếng chim ríu rít, như tiếng người đi trước hô, người đi sau đáp. Gió hiu hiu thổi thì nghe du dương, gió lớn nổi lên thì nghe ào ào. Gió lớn ngừng rồi, các hàng lỗ lại im lặng. Mà anh có thấy cành lá lúc đó chỉ hơi lay động không? Tử Du thưa: Vậy tiếng sáo của đất, tức âm nhạc của đất, là do các hang lỗ cả, cũng như tiếng sáo của người là do các ống trúc. Thế trong tiếng sáo của trời, xin thầy giảng cho con. Tử Kỳ đáp: Tiếng sáo của trời gồm những thanh âm biến hóa cả vạn cách, mà mỗi thanh âm chỉ tự nó phát ra mà thôi. Nhưng ai khiến cho các thanh âm đó tự nhiên phát ra như vậy? Chú thích: Nam Quách Tử Kỳ nghĩa là ông Tử Kỳ ở thành ngoài phía nam, cũng như ngoại ô phía nam. Trong bộ Trang Tử này còn có những tên Nam Bá Tử Kỳ, Đông Quách Tử Kỳ, toàn là những nhân vật tưởng tượng. Chúng ta nên để ý, trong Liệt Tử cũng có một nhân vật là Nam Quách Tử. Tử Du là một môn sinh của Tử Kỳ. Cả trăm gang tay, có sách dịch là 10 trượng. Thời đó mỗi thước bằng khoảng một gang tay, 100 gang cũng là 10 trượng. Anh có thấy cành lá lúc đó chỉ hơi lay động không? Câu này LKH dịch khác: Anh có thấy âm nhạc của đất chỉ giảm lần lần không? Theo Vương Phu Chi thì những thanh âm đó là tiếng nói của loài người. 2. Đại trí thì bao quát, tiểu trí thì phân biệt những cái nhỏ nhặt. Lời nói sâu sắc thì sáng rõ, lời nói thô thiển thì dườm, tế toái. Khi ngủ thì tinh thần hôn mê, khi tỉnh dậy thì thân thể cử động. Tiếp xúc với người khác thì tự nhiên dụng tâm mưu mô, do đó mà sinh ra do dự, giả dối, ẩn ý. Hơi lo sợ thì sinh ra xao xuyến, ưu tư. Quá lo sợ thì sinh ra trì độn, mất hồn. Khi ta hành động thì nhắm người khác như bắn con mồi, rồi thì bất động để nhận định thắng lợi của mình. Do đó, khí lực mỗi ngày suy đi như sinh vật vào mùa thu, mùa đông, chìm đắm trong thói xấu, ngột ngạt, càng già càng tệ. Hậu quả là tinh thần như chết lần, không sao lấy lại được sinh khí nữa. Mừng giận, vui buồn, lo lắng, ân hận, phản phúc, sợ sệt, phóng túng, biếng nhác, khinh cuồng, ngạo mạn, tất cả những cái đó
từ chúng phát sinh ra như âm nhạc phát từ một ống rỗng, ống sáo, hoặc như nấm từ hơi đất ẩm ướt mà ra. Ngày đêm nối tiếp nhau, ai biết được từ đâu mà có. Hỡi ơi, bao giờ chúng ta mới hiểu được lẽ sinh hóa trong vũ trụ? Không có cái không phải là ta thì không có ta. Nhưng không có ta thì không thể hiện được sự biến hóa của tự nhiên. Như vậy, ta với tự nhiên thật mật thiết với nhau, nhưng không ai biết được chủ thể của vũ trụ là gì. Ví thử, có một chúa tể thực đi, thì chúng ta cũng không thấy có dấu hiệu, vết tích gì của nó. Thấy tác động mà không thấy hình thể của nó. Chẳng hạn thân thể con người gồm 100 cái xương, 9 cái lỗ và 6 bộ phận ở trong, lục tạng. Chúng ta quý cái nào, hay quý hết, hay quý vài cái, chúng đều phục dịch ta. Chúng đều bị động hết. Cái gì làm chủ tể chi phối chúng? Chúng chi phối và phục vụ lẫn nhau. Nếu có một cái thực là chủ tể chúng, thì dù ta hiểu biết hay không hiểu biết nó, cũng không làm tăng hay giảm cái chân thực của nó. Khi ta đã nhận được cái hình hài của ta rồi, thì ta giữ nó cho tới khi chết. Nó với những vật khác đâm nhau, mài cọ vào nhau, cùng bôn tẩu như những con ngựa, mà không có gì làm cho ngừng được. Buồn thay, suốt đời khó nhọc mà không thành công gì cả, tân khổ, mệt mỏi mà không biết để đi tới đâu. Đáng thương thay, như vậy mà bảo là sống, thử hỏi có ích gì không? Hình hài mà biến hóa thì tinh thần cũng biến hóa, đó chẳng phải là điều rất thương tâm ư? Người đời mê muội như vậy ư? Chỉ riêng tôi mê muội, còn người khác không mê muội chăng? Để cho thành kiến của mình làm thay mình, sai khiến mình, như vậy thì ai cũng có thầy hết, còn cần gì nhận người khác làm thầy nữa? Vì tinh thần của mình làm thầy mình, cho nên người ngu cũng có thầy rồi. Kẻ nào muốn vượt thành kiến của mình để phân biệt thị phi thì cũng không khác gì bảo rằng hôm nay đi qua nước Việt mà đã tới đó từ hôm qua rồi, nghĩa là coi cái không có là có. Về điểm đó, thần minh như ông Vũ cũng không thể biết được. Tôi làm sao mà biết được? Chú thích: nhưng không ai biết được chủ thể của vũ trụ là gì. Từ đây trở lên, ý nghĩa thật khó hiểu. Tôi châm trước hai bản dịch của Hoàng Cẩm Hoành và của LKH: 9 lỗ, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng, lỗ đại tiện và lỗ tiểu tiện. Lục tạng, thường gọi là ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận, nhưng thận được coi là hai bộ phận nên cũng gọi là lục tạng. Ông Vũ, ông vua khởi nghiệp nhà Hạ, mới đầu làm bề tôi vua Thuấn, nhờ có tài đức, có công trị lụt nên vua Thuấn truyền ngôi cho. 3. Nói không phải chỉ là phát hơi ra thành tiếng, nó là để diễn một cái gì, nhưng cái ý muốn diễn ấy không hoàn toàn do lời nói định được, nghĩa là lời không sao diễn hết được ý. Vậy thì có lời nói không, nghĩa là lời nói có ý nghĩa không, hay không có lời nói, nghĩa là lời nói vô nghĩa, chỉ như hơi phát từ miệng ra thôi. Lời nói khác với tiếng chim con chip chip, nhưng vì lời nói không hẳn diễn được ý nghĩa, như vậy thì rốt cuộc có phân biệt được hai cái đó không? Đạo bị cái gì che lấp tới nỗi phải phân biệt chân với ngụy? Lời nói bị cái gì che lấp tới nỗi phải phân biệt phải với trái? Khi nào thì đạo không còn, khi nào thì lời không chấp nhận được? Đạo bị thành kiến nhỏ nhen che lấp, lời nói bị sự hoa mỹ phù phiếm che lấp. Do đó mà phái Nho, phái Mặc tranh luận với nhau, cái gì phái này cho là phải thì phái kia cho là trái, cái gì phái này cho là trái thì phái kia cho là phải. Muốn thấy điểm phải trong chỗ họ cho là trái, thấy điểm trái trong chỗ họ cho là phải, nghĩa là muốn thấy phái nào cũng có lý một phần mà không phái nào hoàn toàn có lý, thì không gì bằng dùng trực giác, đừng lý luận tranh biện. Vật nào cũng là vật khác mà cũng là chính nó. Phân biệt vật và mình thì không thấy được lẽ đó, hòa đồng với vật thì thấy được. Cho nên mới bảo cái kia là tự cái này mà ra, mà cái này cũng tự cái kia mà có. Chẳng hạn người ta phân biệt sống và chết, sự thực sống cũng là chết, chết cũng là sống, cái có thể được cũng là không thể được, cái không thể được cũng là cái có thể được.
xác nhận cũng là phủ nhận cũng là xác nhận. Thánh nhân không chấp nhất nên mới rực rỡ ở trên trời. Mình là người khác cũng là mình. Người kia có quan điểm của họ về thị phi, mình cũng có quan điểm của mình về thị phi. Có sự khu biệt thực nào giữa mình và người kia không? Mình và người đừng chống đối nhau nữa. Cái chốt, tức cái cốt yếu của đạo, ở đó. Cái chốt đó ở trung tâm, cho nên ứng với các biến hóa vô cùng. Cái thị, phải, biến hóa vô cùng, mà cái phi, không phải, cũng biến hóa vô cùng. Cho nên mới bảo, không gì bằng dùng trực giác. Muốn dùng cái ý niệm độc lập, tuyệt đối để chứng rằng những biểu hiện của ý đó trong sự vật không phải là ý niệm độc lập, tuyệt đối, thì sao bằng dùng cái phi ý niệm để chứng rằng những ý niệm biểu hiện trong sự vật không phải là ý độc lập, tuyệt đối. Muốn chứng rằng con ngựa trắng không phải con ngựa, thì sao bằng dùng ý niệm phi mã, không phải con ngựa, để chứng rằng ngựa trắng không phải là ngựa. Sự thực vũ trụ chỉ là một ý niệm, mà mọi vật chỉ là một con ngựa. Chú thích: không gì bằng dùng trực giác. Câu cuối này cũng mỗi nhà hiểu một khác. Tôi theo LKH. Cả bài này rất khó hiểu, mỗi bản giảng một khác. Tôi châm trước LKH, phi ý niệm, đây phải là đạo. Thuyết ngựa trắng không phải ngựa của nhà ngụy biên Công Tôn Long. Ông ta bảo ngựa là tên gọi hình, trắng là tên gọi sắc. Sắc không phải là hình, cho nên ngựa trắng không phải là ngựa. Trang Tử theo Nhất Nguyên Luận: vạn vật đều do đạo mà ra. Như vậy thì đều có chung cái lý của con ngựa. 4. Có đi rồi mới thành đường. Có đặt tên rồi mới phân biệt vật này vật khác. Làm sao bảo một vật là nó như vậy? Vì nó như vậy nên bảo nó như vậy. Làm sao bảo một vật không phải như vậy? Vì nó không như vậy nên bảo nó không như vậy. Làm sao bảo một vật là có thể? Bảo một vật là có thể vì nó có thể. Làm sao bảo một vật là không thể? Bảo một vật là không thể là vì nó không thể. Vật nào cũng có cái như vậy của nó. Vật nào cũng có cái có thể của nó. Cho nên, một cọng cỏ nhỏ với một cây cột lớn, một người đàn bà xấu với nàng Tây Thi, với tất cả các cái bậy bạ, dối trá, quái dị đều hợp nhất ở trong đạo hết. Cái nhất đó phân chia ra thành vạn vật. Phân chia ra rồi thì không còn cái trước nữa, mà cái này sẽ mất đi. Nghĩa là có sinh thì có diệt, có diệt thì có sinh. Nhưng không vật nào có sinh thành, có hủy diệt, vì rốt cuộc lại hợp nhất ở trong đạo. Chỉ có hạng đạt đạo mới hiểu được sự hợp nhất đó, mà bỏ thành kiến đi, để theo lẽ trung dung, bình thường. Trung dung thì thực hành được thì thông, có kết quả, không tắc nghẽn. Thông thì được việc, thành công. Được việc là gần tới đạo, vì phải hiểu đạo rồi mới được việc. Phải xác nhận sự kiện, thực hiện mà không hiểu tại sao, đó là đạo. Chú thích: làm sao bảo một vật không phải như vậy? Nguyên văn: bất nhiên, có bản dịch là không phải. Vật nào cũng có cái có thể của nó. Trang Tử muốn bảo ta phải thích ứng với sự thực, nó phức tạp và thay đổi. Ví dụ, sống cũng là chết, chết cũng là sống. Nguyên văn: đắc là được. Có sách dịch là tự đắc, có sách dịch là hiểu đạo lý. Tôi theo LKH, thực hiện mà không hiểu tại sao, đó là đạo. Trang Tử muốn nói, cứ theo bản năng, trực giác mà làm thì gần đúng đạo, đừng lý luận. 5. Cứ cố chấp tin vào một điều thôi mà không biết rằng điều ấy cũng y hệt các điều khác. Như vậy là có tinh thần sáng ba. Câu chuyện sáng ba như vậy: xưa có một ông già nuôi khỉ, bảo chúng: tao cho chúng bay sáng ba, trái lật, chiều bốn trái, chúng bay chịu không? Chúng đều bất bình. Ông già bèn bảo: thế thì sáng bốn trái, chiều ba, chịu không? Chúng đều mừng. Sự thực có gì thay đổi đâu mà lần trước chúng nổi giận, lần sau mừng. Ông già đó đã khéo thuận theo bản tính của loài khỉ. Cho nên thánh nhân dung hòa, coi thị phi là một, mà theo luật quân bình tự nhiên, như vậy gọi là lưỡng hành. Chú thích: nguyên văn chỉ có tam, tứ, ba, bốn, chứ không nói rõ ba, bốn cái gì. Các bản dịch thường thêm trái lật hoặc thăng, một đơn vị đo lường cho dễ hiểu.
lưỡng hành. VPC giảng là hai mối đều dùng được, miễn là biết thích nghi. LKH giảng là hai thái độ tùy theo hoàn cảnh. 6. Cổ nhân có người tri đức đạt được tới cực điểm. Cực điểm đó ở đâu? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi vũ trụ chưa có vật. Đó là điểm cực xa, cực cao mà tri thức đạt được, không thể thêm gì được nữa. Hạng người thấp hơn cho rằng thời sơ khởi đã có cái gì đó, nhưng cái đó không nhất định. Hạng thấp hơn cho rằng cái đó đã nhất định nhưng bảo không có thị phi, phải trái, xấu tốt. Từ khi có quan niệm thị phi, ý niệm về đạo mới suy. Ý niệm về đạo suy rồi mới có lòng tự ái, lòng yêu ích kỷ. Thật ra có gì là thành và bại không? Hay là không có? Như trường hợp Chiêu Văn chơi đàn cầm, chứng là có thành và bại. Chiêu Văn không chơi đàn cầm thì không chứng được là có thành có bại. Chiêu Văn chơi đàn cầm, sư khoáng gõ nhịp, Huệ Tử dựa một cây ngô đồng mà biện thuyết. Ba bậc đó tài trí cực cao, giữ được danh tiếng cho hết đời. Sở thích của họ khác với của mọi người. Họ đều muốn cho người khác hiểu cái mà người ta không hiểu nổi, nên Huệ Thi mới làm hỏng đời ông bằng thuyết kiên bạch, cứng và trắng. Mà con Chiêu Văn muốn nối nghiệp cha đến nỗi suốt đời không thành công. Nếu như vậy, tức xét riêng từng người một, mà gọi là thành công thì bất tài như tôi cũng thành công. Nếu như vậy không gọi là thành công được, tức xét chung cả mọi người, mà không phải ai cũng giỏi, thành công như ba nhà đó được, thì tôi và người khác chẳng ai thành công cả. Thánh nhân chê cái thói làm cho người đời mê loạn, nghi ngờ, nên bỏ hết thành kiến, theo lẽ trung dung tầm thường thôi. Như vậy là dùng đến trực giác. Chú thích: nhưng cái đó không nhất định. Có sách dịch là mới đầu có vật nhưng không phân biệt vật này vật khác. Chiêu Văn, một người giỏi đàn cầm thời đó. Sư Khoáng, một nhạc sĩ thời cổ. Thực ra thuyết này của Công Tôn Long, phân biệt cứng và trắng, một phiến đá hoặc cứng hoặc trắng, không thể vừa cứng vừa trắng, coi đại cương triết học Trung Quốc, Công Tôn Long thuộc phái Ngụy Biện. Cả đoạn này từ như trường hợp Chiêu Văn chơi đàn cầm, GNL dịch khác mà rất lúng túng. HCH và LKH dịch giống nhau, tôi theo họ nhưng thú thật hiểu lờ mờ lắm. Như vậy là dùng đến trực giác. Theo LKH, câu này Trang Tử muốn khuyên ta đừng đòi làm gương mẫu, bắt người khác theo, cứ tìm hiểu họ để cải thiện họ thôi. 7. Nay có người đưa ra một phán đoán, không biết nó có giống với những phán đoán của người khác hay không. Giống hay không thì chúng cũng là một loại với nhau cả. Vậy có gì khác nhau đâu? Tôi xin đưa ra một thí dụ. Một người bảo rằng vũ trụ có khởi thủy, một người khác bảo không có khởi thủy. Một người nữa bác thuyết người thứ hai dùng để bảo vũ trụ không có khởi thủy. Nói cách khác, một người bảo mới đầu vũ trụ có cái gì đó, hữu. Một người khác bảo mới đầu vũ trụ không có cái gì đó, vô. Một người nữa bác cái thuyết mới đầu vũ trụ không có cái gì đó. Lại một người thứ tư khác nữa bác cái thuyết người thứ ba dùng để bác cái thuyết mới đầu vũ trụ không có gì cả. Khi thì có, hữu, khi thì không, vô. Mà không biết cái có, cái không đó có thực là có thực là không không. Tôi mới đưa ra một ý kiến, nhưng nó có thực là ý kiến hay là không có ý kiến gì cả. Trên đời không có gì lớn bằng đầu chiếc lông mùa thu, mà núi Thái Sơn thì nhỏ. Không ai thọ bằng đứa trẻ chết yểu, mà không ai yểu bằng ông Bành Tổ. Trời đất cùng sinh ra với ta, vạn vật và tôi hợp nhất, chỉ là một. Vũ trụ đã hợp nhất thì làm sao còn nói về nó được nữa? Vũ trụ đã hợp nhất thì làm sao lại không nói về nó được? Cái nhất đó thêm cái ta nói về nó, thể là hai cái rồi. Hai cái đó với cái nhất, nguyên thủy, thành ra ba. Cứ như vậy mà tính tiếp thì người giỏi tính cũng đành chịu, huống hồ là người thường. Như vậy là từ không, vô, tới có, hữu đã có ba ý khác nhau rồi. Huống hồ từ có tới có sẽ có cơ man nào là ý. Đừng suy luận gì hết, nghĩa là quên ngôn ngữ, ý tưởng đi thì thấy được đạo. Chú thích: vậy có gì khác nhau đâu? Theo LKH,
Trang Tử muốn bảo, phán đoán nào cũng thuộc về ngôn ngữ, vậy cùng loại với nhau, mà ngôn ngữ thì không diễn nổi cái thực sự là thực, trái với cái thực mà là giả. Vũ trụ có cái gì đó, tức là có cái gì tạo ra vũ trụ. Chiếc lông mùa thu, đầu thu các loài vật mọc những chiếc lông con, đầu rất nhỏ. Núi Thái Sơn, một trong năm núi lớn ở miền đông Trung Hoa. Vũ trụ đã hợp nhất thì làm sao còn nói về nó được nữa? Vì nếu nói về nó thì phải dùng ngôn ngữ, như vậy thì có thêm một cái nữa mà vũ trụ không còn là một nữa. Người giỏi tính cũng đành chịu, vì cứ thêm một hoài tới vô cùng, suốt đời cũng không xong. 8. Đạo không có giới hạn, mà ngôn ngữ thì không chắc chắn. Do ngôn ngữ mới có những sự phân biệt này nọ. Chẳng hạn chúng ta phân biệt bên phải bên trái, thứ tự và sai đẳng, phân và biện, cạnh và tranh. Đó là 8 loại biểu hiện, mà cái gì ở ngoài vũ trụ thì thánh nhân không cho là có, không nói tới. Cái gì ở trong vũ trụ thì thánh nhân nói tới mà không phê bình. Bộ sử Xuân Thu và chuyện chép về các tiên vương, thánh nhân đem ra bàn mà không tranh biện. Sau mỗi cái phân biệt, có một cái gì không phân biệt được. Sau mỗi cái biện luận, có một cái gì không biện luận được. Tại sao vậy? Vì thánh nhân thấu triệt được toàn diện, còn người thường chấp nhất cãi nhau để thắng người khác. Cho nên bảo, hễ biện luận là chỉ thấy được phiến diện. Đại đạo không có tên, đại biện luận thì không nói, đại nhân nhân từ thì không yêu riêng ai, đại liêm khiết thì không có hình tích, đại dũng thì không hung hăng. Cái đạo mà minh mị ra rồi thì không phải là đạo, biện mà phải dùng lời nói thì không đạt được chân lý, nhân từ mà cố định thì không hoàn toàn là nhân, liêm khiết mà phô trương thì không được người ta tin, dũng mà tranh đấu hoặc tới tàn bạo thì không thành công. Như vậy là 5 cái đó vốn hồn nhiên, viên thông mà hóa ra có cạnh góc. Biết rằng có những điều mình không thể biết được, đó là đạt được cực điểm của trí. Người nào biết biện luận mà không dùng lời, biết rằng đạo thì không có tên, là có được cái kho của trời, thiên phủ, đổ vô mà không bao giờ đầy, mốc ra mà không bao giờ cạn, mà không biết tại sao. Như vậy gọi là che ánh sáng đi, đừng cho nó chiếu ra ngoài, mà ở trong sẽ sáng hơn. Chú thích: ngôn ngữ thì không chắc chắn vì nó thay đổi theo hoàn cảnh và không diễn được đạo. Đẳng là thứ bậc, sai đẳng hay sái đẳng là không đúng thứ tự, không đúng thứ bậc, phản nghĩa với có thứ tự, có thứ bậc. Phân và biện, phân biệt và biện luận, có sách dịch là chia nhỏ và phân chia nhỏ ra nữa. Dùng lời nói để thắng người thì gọi là cạnh, dùng sức mạnh thì gọi là tranh. Nhân từ mà cố định nghĩa là không biến thông. 9. Sư Vua Nghiêu hỏi ông Thuấn: tôi muốn đánh các nước Tông, Khoái và Tư Ngao, nhưng mỗi khi lâm triều tôi thấy lòng không yên, tại sao vậy? Vua ba nước đó ở chỗ hoàng vù đầy lau sậy, lòng nhà vua không yên là vì đâu ư? Xưa 10 mặt trời cùng xuất hiện, chiếu sáng vạn vật, đạo đức há chẳng chiếu sáng hơn mặt trời ư? Chú thích: Tông, Khoái và Tư Ngao, ba nước nhỏ ở biên giới Trung Hoa thời đó. Đạo đức há chẳng chiếu sáng hơn mặt trời ư? Ý nói các vật có thể cùng vận hành mà không hại gì cho nhau. Vậy thì nếu vua Nghiêu có đức, sao lại cần phải diệt ba ông vua biên giới kia đi? 10. Nít Khuyết hỏi môn đệ là Vương Nghê: anh có biết một chân lý tuyệt đối không? Nghĩa là được mọi vật chấp nhận. Vương Nghê đáp: làm sao con biết được? Anh có biết rằng anh không biết chân lý đó không? Làm sao con biết được? Vậy ra vạn vật không biết gì cả sao? Vương Nghê đáp: làm sao con biết được? Nhưng con thử dáng đưa ra ý kiến của con, làm sao người ta có thể biết được cái mà con bảo là biết lại không phải là không biết, mà cái con bảo là không biết lại không phải là biết? Chẳng hạn một người nằm chỗ ẩm thấp trong bùn mà đau lưng tê liệt nửa người, nhưng một con lươn thì có sao không? Một người ngồi trên ngọn cây thì run rẩy sợ chết, nhưng con khỉ có vậy không? Chỗ ở của người và hai con vật ấy, chỗ nào là lý tưởng? Chính xứ.
Người ta ăn thịt dê, bò, chó, lợn, hươu nai ăn cỏ, rết thích ăn rắn con, cú mèo và quạ thích ăn chuột. Khẩu vị của bốn loài đó, khẩu vị nào là lý tưởng? Chính vị. Khỉ được sống với vượn cái, nai được sống với hươu cái, lươn sống chung với cá, nàng mao tường và nàng lệ cơ được mọi người khen là đẹp. Vậy mà thấy họ tới thì cá lặn sâu, chim bay cao, hươu nai chạy dài. Cái đẹp theo bốn loài đó, cái đẹp nào là lý tưởng, chính xác? Theo con thì phân biệt nhân nghĩa, thiện ác chỉ là rối mù thôi, làm sao mà phân biệt được? Niết Khuyết lại hỏi, anh không biết được lợi hại, nhưng bậc trí nhân, tức tuyệt cao, có biết lợi hại không? Thưa, bậc trí nhân là thần rồi. Đồng cỏ có cháy cũng không làm cho họ thấy nóng, sông rạch đóng băng cũng không làm cho họ thấy lạnh, sét đánh đổ núi, gió làm dậy sóng cũng không khiến cho họ sợ. Họ chế ngự gió mây, cưỡi mặt trời mặt trăng mà đi chơi ngoài bốn bể, không quan tâm tới sống chết, huống hồ là tới lợi hại. Chú thích: Niết Khuyết và Vương Nghê. Hai nhân vật này đều là hiển nhân đời vua Nghiêu. Vương Nghê là học trò của Niết Khuyết. Chân lý, nguyên văn: từ chi tử chi sở bất chi gia. Có sách dịch là: anh có biết tại sao anh không biết không? Nàng Mao Tường và nàng Lệ Cơ đều là những mỹ nhân thời cổ. 11. Cổ Thức Tử hỏi Trường Ngô Tử: tôi nghe Khổng Tử bảo, thánh nhân không dự vào việc đời, không mưu đồ cái lợi, tránh né cái hại, được người ta vời cũng không mừng, không theo thói đời. Thánh nhân không nói tức là nói đấy, mà nói tức là không nói đấy. Nhờ vậy mà siêu thoát ra ngoài cõi trần tục. Thầy chúng ta cho đó là những lời vu khoát mơ hồ, nhưng tôi cho là những lời phát hiện được cái đạo kỳ diệu. Còn anh nghĩ sao? Trường Ngô Tử đáp: ngay hoàng đế cũng hoang mang về điều đó, thì làm sao mà Khổng Khâu biết được? Tính anh vội vàng quá, mới thấy cái trứng anh đã muốn nghe gà gáy sáng rồi, mới thấy viên đạn đã muốn có thịt chim hào quay rồi. Để tôi giảng bậy chơi, mà anh cũng nghe bậy chơi nhé. Có phải là thánh nhân theo mặt trời mặt trăng ôm vũ trụ, hợp nhất với vạn vật, bỏ hết cả mọi sự hỗn độn, u ám, coi các sự tôn ti, quý tiện là một không? Người phàm lao khổ vì sự thị phi, tranh luận, thì thánh nhân thì có vẻ như ngu muội vô tri. Đạt được cái thuần khiết của cái nhất, nó bao quát mọi biến hóa của mọi thời và mọi vật. Làm sao tôi biết được ham sống không phải là một thái độ lầm lẫn? Làm sao tôi biết được kẻ sợ chết không giống như một em nhỏ lạc lối, quên mất đường về nhà? Nàng Lệ Cơ là con gái viên quan giữ biên giới ở đất Ngải. Khi vua Hiến Tông nước Tấn đón nàng về cung, nàng khóc ướt đẫm vạt áo. Nhưng về tới hoàng cung, cùng vua đồng sàng, nếm cao lương mỹ vị, nàng hối hận giọt lệ ngày xưa. Vậy làm sao tôi biết được khi chết rồi, người ta lại không ân hận rằng trước kia ham sống? Có người nằm mộng thấy được uống rượu ăn tiệc, tỉnh dậy tiếc mà khóc. Lại có người nằm mộng thấy mình khóc, rồi thức dậy vui như đi săn. Mà hai hạng người đó, trong khi nằm mộng không biết rằng mình nằm mộng, đôi khi nằm mộng thấy rằng mình nằm mộng, tới khi tỉnh mới biết rằng mình nằm mộng. Mà chỉ khi nào đại giác, tỉnh lớn, mới biết rằng đã qua một đại mộng, giấc mộng lớn. Bọn ngu tự cho mình là tỉnh khi coi vua là quý, còn kẻ chăn trâu là hèn, thật là cố chấp. Khổng Khâu với anh đều là nằm mộng hết, mà tôi bảo anh là nằm mộng thì chính tôi cũng nằm mộng nữa. Những lời đó người thường cho là quái dị, nhưng một vạn năm về sau sẽ có một đại thánh nhân hiểu được. Thời gian đó không dài gì, chỉ như từ sáng tới chiều thôi. Chú thích: Cổ Thức Tử và Trường Ngô Tử, hai nhân vật này có lẽ chỉ do Trang Tử tưởng tượng. Khổng Tử nguyên văn chỉ viết là Phu Tử, nghĩa là thầy. Vì đoạn dưới có chữ Khâu, tên của Khổng Tử, nên các sách đều dịch là Khổng Tử. Nghe theo thói đời, có sách dịch là không câu nệ hình tích của đạo. Hoàng đế, một trong ngũ đế thời cổ, ông này thường được các triết gia thời đó coi là bậc đại trí. Chim hào, mình dịch là chim vọ, LKH dịch là con cút, cái nhất, tức là cái đạo. 12.
Giả sử tôi tranh biện với anh mà anh thắng tôi thì có nhất định là anh phải, tôi trái không? Nếu tôi thắng anh thì có nhất định là tôi phải, anh trái không? Trong chúng ta có một người phải, một người trái, hay cả hai chúng ta đều phải cả hoặc đều trái cả? Anh và tôi làm sao biết được điều đó? Mà một người thứ ba nào khác thì cũng hồ đồ không biết được. Lựa ai sáng suốt làm trọng tài đây? Hỏi một người cùng một ý kiến với anh thì người đó do lẽ cùng ý kiến với anh làm sao có thể phê phán được? Nếu là một người cùng ý kiến với tôi thì người này do lẽ cùng ý kiến với tôi làm sao có thể phê phán được? Nếu là một người ý kiến khác cả tôi lẫn anh hoặc giống cả tôi lẫn anh thì cũng làm sao phán đoán được? Vậy anh và tôi và người thứ ba đó đều không quyết được ai phải, ai trái. Có nên đợi một người thứ tư nữa không? Chú thích: một người phải, một người trái. Có sách dịch là mỗi người trong chúng ta đều có chỗ phải, chỗ trái. 13. Thế nào là hòa hợp với thiên nghê? Phán đoán hợp với lý tự nhiên chứ không phải theo tiêu chuẩn vốn dĩ thiên lệch của loài người. Hòa hợp với thiên nghê là chấp nhận ý kiến của người và bảo không phải cũng là phải. Nếu cái gì phải mà quả thực là phải thì nó khác hẳn với cái gì không phải rồi. Như vậy không còn phải tranh biện nữa. Nếu cái gì như vậy quả thực là như vậy thì nó khác hẳn cái gì không như vậy rồi. Trong trường hợp đó cũng không còn phải tranh biện nữa. Một chuyển động và một thanh âm tùy thuộc nhau mà cơ hồ như không tùy thuộc nhau. Phán đoán mà hòa hợp với thiên nghê là biết tùy theo hoàn cảnh thay đổi. Như vậy thì đạt được tới vô cực, sống được trọn đời, quên tuổi mình, quên thị phi đi, ngao du ở chỗ vô cảnh giới, hư vô và gửi mình trong cõi đó. Chú thích: thiên nghê, nghê nghĩa là chỗ chia rẽ đầu mối của một sự. Đây phải hiểu là chỗ phân biệt phải và trái, tức là tiêu chuẩn để định phải trái. Bảo không phải cũng là phải, nghĩa là chấp nhận cái gì mình cho là không phải, nói cách khác là nhận rằng người khác tuy không đồng ý với mình nhưng cũng có lý. Một chuyển động và một thanh âm tùy thuộc nhau mà cơ hồ như không tùy thuộc nhau. Câu này như ở đâu lạc vào đây? Phải chăng Trang Tử muốn đưa ra một thí dụ tỏ rằng có những sự kiện tựa như phải mà không phải? Nguyên văn: hóa thanh chi tương đãi, nhược kỳ bất tương đãi. GNL và HCH đều không dịch. 14. Cái bóng của cái bóng hỏi cái bóng: lúc nãy anh đi, bây giờ anh ngừng. Lúc nãy anh ngồi, bây giờ anh đứng. Tại sao anh không có thái độ độc lập vậy? Cái bóng đáp: tôi sở dĩ như vậy là vì tùy thuộc một cái gì. Cái gì đó lại tùy thuộc một cái gì khác. Tôi tùy thuộc một cái gì thì cũng như con rắn tùy thuộc vảy của nó, con ve tùy thuộc cánh của nó. Làm sao tôi hiểu được cái gì làm cho tôi lúc thì thế này, lúc thì thế khác? Chú thích: cái bóng, nguyên văn là võng lưỡng, tức cái bóng mờ mờ ở chung quanh cái bóng thực, cũng gọi là bán ảnh. Vẩy, những vẩy ở dưới bụng để cho rắn bò được. 15. Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn mà không biết mình là Chu, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là vật hóa. Chú thích: vật hóa nghĩa là hình tượng của vật biến đổi. GNL giảng là hai vật hòa hợp làm một. Nhận định: chương này là chương quan trọng nhất, chứa nhiều tư tưởng độc đáo nhất trong bộ sách. Trang Tử trình bày vũ trụ quan của ông để rút ra một luật thiên nhiên. Luật vạn vật tuyệt đối bình đẳng, không có quý tiện, không có thị phi, và một phép xử thế, không tranh luận để cứu một cái tệ đương thời. Là triết gia nào cũng đả đảo các triết gia khác, tự cho mình mới thực nắm được chân lý. Trong bài 6, Trang Tử bảo: cổ nhân người nào trí tuệ đạt tới tuyệt đỉnh, cho rằng vũ trụ mới đầu không có gì cả. Bài 2 ông lại bảo: không ai biết chủ thể của vũ trụ là gì. Ví thử có một chủ thể đi thì chúng ta cũng không thấy cái dấu hiệu, vết tích gì của nó, thấy tác dụng mà không thấy hình thể của nó. Chủ trương đó thật rõ ràng. Ông không chấp nhận có một vật hữu hình sinh ra vạn vật,
không có một thượng đế như Nho Gia và Mặc Gia quan niệm. Mới đầu chỉ có một cái gì đó, có lẽ là luật thiên nhiên mà ông gọi là đạo. Đạo siêu thời gian, vô hình sắc mà biến hóa vô cùng. Bài 3. Như khi gió thổi, cả vạn hang lỗ đều vang động lên, phát ra những tiếng khác nhau. Có khi như tiếng nước chảy ào ào, có khi như tiếng tên bay vút vút, có khi như tiếng thú gầm, như tiếng thở nhẹ, có khi như tiếng chim ríu rít. Bài 1. Nhưng hết thảy những tiếng đó đều do đất thở, tức gió mà phát ra cả. Đạo đó không có tên gọi, ý này cũng chính là ý của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh. Đạo khả đạo phi thường đạo. Khi đạo mà đã minh thị ra rồi thì không phải là đạo. Bài 8. Vì đạo gồm vạn vật hợp nhất vào đạo. Bài 4. Chúng ta chỉ là một phần tử của đạo, không thể biết được đạo. Một phần tử làm sao biết được toàn thể, không thể chỉ rõ rằng nó là cái gì. Cho rằng mình biết được đạo là nói bậy, nhận rằng mình không biết được nó mới là sáng suốt. Biết rằng có những điều mình không thể biết được, đó là đạt được cực điểm của trí. Bài 8. Vậy Trang cơ hồ chủ trương thuyết bất khả tri. Tuy không hiểu được đạo, nhưng hạng đại trí đạt đạo biết rằng vạn vật hợp nhất ở trong đạo, nên không phân biệt vật này, vật khác, mình với vật. Vật nào cũng là vật khác mà cũng là chính nó. Phân biệt vật và mình thì không thấy được lẽ đó. Hòa đồng với vật thì thấy được. Cho nên mới bảo cái kia là tự cái này mà ra, mà cái này cũng tự cái kia mà có. Mình là người khác cũng là mình. Bài 3. Ở đây ta thấy Trang Tử vượt Mặc Tử. Mặc Tử bảo phải yêu mọi người như mình, nghĩa là còn phân biệt người và mình. Trang thì không. Người là mình là người. Yêu hay ghét không thành vấn đề nữa. Cứ theo tự nhiên thì cũng như yêu mọi người, mọi vật rồi. Tôi không muốn gọi thuyết của ông là siêu ái để so sánh với thuyết khiêm ái của Mặc. Vì ông không chủ trương ái, nhưng tư tưởng của ông quả là cao hơn Mặc nữa. Mà cao hơn tức là khó thực hiện hơn. Đã cùng là những phần tử của đạo cả, nên vạn vật ngang nhau. Thân thể con người gồm 100 cái xương, 9 cái lỗ và 6 tạng. Có cái nào đáng quý hơn cái nào đâu. Chúng đều là bộ phận của thân thể, đều phục dịch cho ta. Một cái bị bệnh thì những cái khác cũng bị ảnh hưởng lây, mà thân thể của ta mất sự quân bình. Cho nên, một cọng cỏ nhỏ với một cây cột lớn, một người đàn bà xấu với nàng Tây Thi, với tất cả các cái bậy bạ, dối trá, quái dị đều hợp nhất ở trong đạo. Cái nhất đó phân chia ra thành vạn vật. Bài 4. Và lại, cái gì cũng ở trong đạo hết. So với một cái cực nhỏ thì đầu chiếc lông mùa thu là cực lớn. So với cái cực lớn thì núi Thái Sơn vẫn là nhỏ. Loài người ăn thịt dê, thịt bò cho là ngon, mà loài dê, loài bò lại cho lá cây, cỏ mới ngon. Loài người cho mao tường, lệ cơ là đẹp, nhưng loài chim, loài cá thấy hai nàng đó thì hoảng sợ mà trốn. Vậy là không có chính vị, chính sắc, nghĩa là không có gì làm tiêu chuẩn bất di bất dịch cho khẩu vị, sắc đẹp cả, không có gì tuyệt đối cả. Hơn nữa, mọi vật đều biến thiên. Một việc lúc này cho là khổ, lúc khác lại cho là vui, lúc này cho là phải, lúc khác cho là trái. Nàng lệ cơ khi phải xa cha mẹ thì khóc mướt, nhưng về nhà chồng rồi lại thấy sung sướng mà ân hận rằng trước kia đã khóc. Cho nên, chỉ người phàm mới lao khổ vì thị phi, còn thánh nhân thì đạt được cái tinh khiết của cái nhất. Nó bao quát được mọi biến hóa của mọi thời và mọi vật. Cái nhất đó là đạo. Bài 11. Và luật biến hóa đó mà sống cũng là chết, chết cũng là sống. Bài 3. Mộng cũng có thể là thực, mà thực cũng có thể là mộng. Ai mà biết được Trang Chu mộng thấy mình hóa bướm, hay bướm mộng thấy nó hóa Trang Chu. Bài 15. Trong bài 11, Trường Ngô Tử bảo bạn là Cổ Thước Tử. Đời chỉ là giấc mộng lớn. Khổng Tử khi giảng đạo lý là nằm mộng. Cổ Thước Tử nhắc lại lời của Khổng Tử cũng là nằm mộng. Mà Trường Ngô Tử khi bảo hai người trên là nằm mộng, thì chính mình cũng là nằm mộng nốt nữa. Vậy là cơ hồ như Trang Tử chủ trương tuyệt đối hoài nghi, tuyệt đối vô vi và không có gì là phải, là trái thì cũng chẳng cần phải làm gì cả. Đọc lại câu cuối bài 5, chúng ta thấy không hoàn toàn như vậy. Cho nên thánh nhân dung hòa,
coi thị phi là một mà theo luật tự nhiên. Như vậy gọi là lưỡng hành, nghĩa là phải hay trái, tùy theo hoàn cảnh mà mình phải thích nghi với hoàn cảnh. Bài 4, ông còn nói rõ hơn. Thánh nhân bỏ thành kiến đi để theo lẽ trung dung. Như vậy là chàng cũng nhận có một thái độ phải. Thái độ đó là vượt lên trên quan niệm thị phi của người đời. Tùy hoàn cảnh mà tìm cái thị trong cái phi trong cái thị. Có thể gọi thái độ đó là siêu thị phi, là dung hòa, gần gần như thuyết trung dung của Khổng Tử. Đó là một điểm đặc biệt trong triết lý Trung Hoa. Hai triết hệ lớn của họ, Khổng và Lão, đều có tinh thần dung hòa, nhận rằng mọi thuyết, mọi vật có thể cùng hoạt động, tịnh hành mà không trở ngại nhau. Xưa mười mặt trời cùng xuất hiện, chiếu sáng vạn vật. Sự chiếu sáng của đạo đức không hơn sự chiếu sáng của mặt trời ư? Bài 9. Đồng quy nhi thù đồ là vậy. Khổng có thể dung hòa với Lão, mà Phật sau này có thể dung hòa cả với Khổng và Lão. Tùy hoàn cảnh, có thể xuất như Khổng hay xử như Lão. Đó là thái độ của tất cả các nhà nho như Đào Tiềm, Tô Đông Pha tới Chu Văn An, Nguyễn Khuyến. Mà thái độ của dân chúng Trung Hoa cũng như Việt Nam là chấp nhận cả tam giáo, Khổng, Lão, Phật. Tâm hồn chúng ta không ai là thuần túy Khổng hay Lão hay Phật. Ai cũng chịu ảnh hưởng của ba tôn giáo đó, chỉ khác là do bản tính. Người thiên về đạo này hơn đạo khác, nhưng cả những người thiên về một đạo nào đó, chẳng hạn Khổng giáo, thì một tuổi nào đó hoặc gặp một hoàn cảnh nào đó có thể thiên về một đạo khác hơn, chẳng hạn Phật giáo. Từ vũ trụ quan kể trên, Trang Tử rút ra cho chúng ta bài học này. Đừng nên tranh biện. Chúng ta nhớ Trang Tử sống cùng một thời với Mạnh Tử. Thời đó là thời chiến quốc, thời đại loạn, nhưng cũng là thời tư tưởng Trung Hoa phát triển rất mạnh, thời bách gia chư tử. Ngôn luận được hoàn toàn tự do, ai cũng muốn đưa ra một thuyết để cứu nguy cho thiên hạ, mà các vua chúa cũng muốn tìm hiểu tất cả các thuyết để xem có thể áp dụng được không. Cho nên trọng đãi các triết gia, mời họ làm cố vấn, coi họ như thầy nữa, như Tể Tuyên Vương, Lương Huệ Vương, Đằng Văn Công đối với Mạnh Tử. Chính Trang Tử cũng được Sở Uy Vương mời làm tướng quốc mà ông từ chối. Trong số các triết gia đó, có Đỗ Mưa Nhà rất nổi danh như Mạnh Tử, Tuân Tử, Huệ Tử, Công Tôn Long, Châu Diễn, không kể Trang Tử. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất theo Mạnh Tử là học thuyết của Dương và Mặc. Học thuyết của Dương Chu và Mặc Địch lan tràn thiên hạ khi bàn bạc, người nào không theo Dương thì theo Mặc. Những học phái đó đả kích nhau, khuynh loát nhau, cho nên càng nhiều càng loạn, từ vua chúa tới dân chúng đều hoang mang, không biết theo ai. Mạnh Tử hăng hái nhất, tự cho mình cái sứ mạng bảo tồn, phát huy đạo của Khổng Tử, muốn đánh đổ các thuyết khác, đặc biệt là thuyết vị ngã vô quân của Dương Chu và thuyết khiêm ái vô phụ của Mặc Địch. Trang Tử cho rằng họ lầm lẫn hết, nên ông không đả riêng một nhà nào. Có lẽ một phần vì vậy mà Mạnh Tử không nhắc gì tới ông cả. Chỉ cảnh cáo họ rằng biện luận chẳng những vô ích mà còn có hại. Vì biện luận chỉ thấy được một khía cạnh thôi. Đạo không có giới hạn, mà ngôn ngữ thì không chắc chắn. Đạo thì không phân biệt cái này, cái kia. Do ngôn ngữ mới có sự phân biệt. Nhưng sau mỗi cái phân biệt, có một cái gì không phân biệt được. Sau mỗi cái biện luận, có một cái gì không biện luận được. Bài 8. Người ta tranh biện chỉ mong thắng được người khác, nhưng không hiểu rằng không thể thắng ai bằng cách đó được. Hai bên đều đưa thiên kiến của mình ra mà không chịu nghe lý luận của người kia, y như một cuộc đàm thoại giữa kẻ điếc. Mà nếu một người nào làm cho người kia phải im tiếng thì cũng không nhất định là người đó phải, người kia trái. Có phần chắc là người nào cũng có chỗ phải, chỗ trái. Nhờ một người thứ ba làm trọng tài thì lại càng vô ích nữa. Nếu người đó cùng ý kiến với người thứ nhất thì làm sao phê phán được người thứ hai? Cùng ý kiến với người thứ hai thì làm sao phê phán được người thứ nhất? Nếu khác ý kiến với cả hai thì càng không thể phê phán được ai phải, ai trái. Mà nếu cùng ý kiến với cả hai thì làm sao còn gọi là trọng tài được nữa? Bài 12. Hơn nữa, càng tranh biện càng làm cho chân lý mở tối đi vì thành kiến của mỗi bên. Đạo bị thành kiến nhỏ nhen che lấp, lời nói bị sự hoa mỹ phù phiếm che lấp. Do đó mà phái nho
phái mặc, tranh biện với nhau. Cái gì phái này cho là phải thì phái kia cho là trái. Cái gì phái này cho là trái thì phái kia cho là phải. Đừng chống đối nữa, đó là cái chốt của đạo. Cái chốt đó ở trung tâm, cho nên ứng với các biến hóa vô cùng. Bài 3. Có thái độ không chống đối nhau thì mới hiểu được những cái phải, cái trái ở bên ngoài, cũng như từ cái trái thơm, Meyer, của một bánh xe đạt được tới vành bánh xe bằng những chiếc tăm tủa ra khắp vía. Và khi phán đoán, phải biết tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi, mới thấy được có điều xưa cho là phải, nay cho là trái, ở xứ này là phải, ở xứ khác là trái, trong cái phải có cái trái, trong cái trái có cái phải. Như vậy là hòa hợp với thiên nghê, cũng gọi là thiên quân, tức với cái lý tự nhiên. Sự biến hóa tự nhiên của vạn vật, thái độ vượt lên trên thị phi, thích nghi với hai cái đó, Trang Tử gọi là lưỡng hành. Tư tưởng bình đẳng tuyệt đối trong chương này của Trang Tử, trái ngược hẳn với tư tưởng của Mạnh Tử, mà cũng khác tư tưởng của Hứa Hành, một triết gia đương thời. Mạnh Tử bảo bản chất của mọi vật là không đều nhau, phù vật chi bất tề, vật chi tinh dã. Người thì có hạng quân tử, tức hạng có tài đức, lo việc trị dân, và hạng tiểu nhân, tức hạng bình dân, lo cấp dưỡng cho hạng trên. Vật thì có vật đáng giá gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn vật khác. Hứa Hành cho rằng vua không quý gì hơn dân, cũng bình đẳng với dân, cũng phải cày cấy lấy mà ăn, tự dệt chiếu, tự bện dép lấy mà dùng. Hai nhà đó đứng về phương diện xã hội chính trị, còn Trang Tử đứng về phương diện bản thể luận. Mạnh Tử đả đảo kịch liệt thuyết của Hứa Hành, coi Trưng Đẳng Văn Công thượng trong Mạnh Tử, mà tuyệt nhiên không nhắc gì tới thuyết tề vật của Trang Tử, có phần quá khích hơn Hứa Hành nữa. Điều đó làm cho tôi hơi ngạc nhiên. Mạnh Tử không biết thuyết của Trang Tử chăng? Hay mà biết mà cho rằng nó vu khoát, không thuộc về chính trị luận mà thuộc về vũ trụ luận, chẳng làm hại ai nên chẳng cần phải đả. Chú thích: một cái bị bệnh thì những cái khác cũng bị ảnh hưởng lây, mà thân thể của ta mất sự quân bình. Thuyết này ảnh hưởng tới y lý Trung Hoa hay y lý đã có trước nó, chúng ta chưa biết được, nhưng hiển nhiên Trung y, ta gọi là Đông y, cho rằng một cơ quan, chẳng hạn như gan đau thì ảnh hưởng tới tim, tỳ vị, và muốn bổ gan thì phải bổ thận, phổi. Cho nên Trung y trị toàn thể con người, chứ không chỉ trị riêng từng bộ phận một. Dương Chu, tức Dương Tử, sinh năm 440 trước công nguyên, mất năm 380 trước công nguyên. Mặc Địch, tức Mặc Tử, sinh năm 480 trước công nguyên, mất năm 397 trước công nguyên. Hết chương 2. Mọi vật ngang nhau, tề vật luận. Chương 3. Phép dưỡng sinh, dưỡng sinh chủ. 1. Đời người thì có hạn mà tri thức thì vô cùng. Đem cái có hạn mà đuổi cái vô cùng thì tinh thần sẽ mệt mỏi. Đã mệt mỏi mà không ngừng nữa thì sẽ chết mất. Làm điều thiện thì bị lụy vì danh tiếng, làm điều ác thì chịu khổ vì hình phạt. Chỉ người nào giữ được đạo chung là bảo toàn được thân, mệnh mà phụng dưỡng được cha mẹ, sống được trọn tuổi trời. Chú thích: đạo chung nguyên văn là duyên đốc, theo cái mạch đốc. Người Trung Hoa cho rằng cơ thể người ta có 7 tĩnh mạch chạy từ trên xuống dưới. Mạch đốc ở giữa 6 mạch kia, chạy từ cổ theo sống lưng xuống. Vì vậy theo mạch đốc có nghĩa là giữ đạo chung, không thiên lệch, không thái quá. 2. Một tên bếp của vua Văn Huê mổ bò, hai tay hắn nắm con vật, đưa vai ra thúc nó, rồi hai chân bấm vào đất, hai đầu gối ghi chặt nó. Hắn đưa lưỡi dao cắt xoẹt xoẹt, phát những âm thanh có tiết tấu y như khúc tang lâm và bản nhạc kinh thủ. Vua Văn Huệ khen: giỏi, nghệ thuật của nhà ngươi sao mà cao tới mức đó được. Hắn đặt lưỡi dao xuống đáp: thần nhờ thích cái đạo nên nghệ thuật mới tiến được. Hồi mới học nghề mổ bò, thần chỉ thấy con bò thôi. 3 năm sau thần không thấy con bò nữa. Lúc này thần dùng tinh thần hơn là dùng mắt, cảm quan ngưng lại, chỉ còn tâm thần là hoạt động. Thần biết cơ cấu thiên nhiên của con bò, chỉ lách lưỡi dao vào những chỗ kẽ trong thân thể nó, không đụng tới kinh lạc, gân, bắp thịt của nó, huống hồ là tới những xương lớn.
Một người đồ tể giỏi một năm mới làm cùn một con dao, vì chỉ cắt thịt mà thôi. Một đồ tể tầm thường thì cứ mỗi tháng là cùn một con dao, vì phải chặt vào xương. Con dao này đây, thần dùng đã 19 năm rồi, đã mổ mấy nghìn con bò, mà lưỡi còn bén như mới mài. Khớp xương nào cũng có kẽ, mà lưỡi dao thì mỏng. Biết đưa những lưỡi thật mỏng ấy vào những kẽ ấy, thì thấy dễ dàng như đưa vào chỗ không. Vì vậy, dùng 19 năm rồi mà lưỡi dao của thần vẫn bén như mới mài. Mỗi khi gặp một khớp xương, thần thấy khó khăn, thần nín thở, nhìn cho kỹ, chậm chậm đưa lưỡi dao thật nhẹ tay. Khớp xương rời ra dễ dàng như bùn rơi xuống đất. Rồi thần cầm dao, ngừng lên, nhìn bốn bên khoan khoái, chùi dao, đút nó vào vỏ. Vua Văn Huệ bảo, lời đó thật hay, nghe rồi ta hiểu được phép dưỡng sinh. Chú thích: một tên bếp, nguyên văn, Bảo Đinh, chữ Đinh ở đây không phải là tên người, mà là một tiếng chỉ chung hạng dân tầm thường. Vua Văn Huệ, các sách đều chú giải rằng vua Văn Huệ ở đây là Lương Huệ Vương. Kinh Thủ: Tăng Lâm và Kinh Thủ là tên của những bản vũ nhạc thời cổ. Chỉ lách lưỡi dao vào những chỗ kẽ trong thân thể nó, không đụng tới kinh lạc, gân, bắp thịt của nó. Theo lửa ca hát nghĩa là lách theo những chỗ bị dính vào xương, có sách giảng là gân và đốt xương. Nín thở, nguyên văn, chuột nhiên, nghĩa là sợ sệt, ngại ngùng, phải cẩn thận lắm. Chùi dao, nguyên văn, thiên đao, VPC giảng như vậy. 3. Công viên hiên thấy viên hữu sư, ngạc nhiên hỏi kẻ tả hữu: ai đó, sao hắn chỉ có một chân, do trời hay do người đấy? Do trời chứ không phải do người. Trời sinh ông ấy có một chân, còn những người khác thì có hai chân. Vì vậy mà biết là do trời chứ không phải do người. Chú thích: viên hữu sư, một chức quan. Do trời chứ không phải do người. Viên hữu sư ấy bị chặt chân vì có tội, nhưng đó là do mệnh trời bắt phải vậy, cho nên bảo là do trời. 4. Con trĩ trong chằm, cứ 10 bước lại mổ, một thức ăn, chằm bước lại uống, không chịu bị nhốt để người ta nuôi, vì được nuôi, tuy không phải khó nhọc, nhưng không thích. Chú thích: nhưng không thích, nguyên văn, thần tuy vương, bất thiện dã. LKH dịch là vì vậy nó không ham cái hạnh phúc của một ông vua. 5. Lão Đàm chết, Tần Giật lại điếu khóc 3 tiếng rồi ra. Một môn sinh của Lão Đàm hỏi: ông phải là bạn của thầy tôi không? Phải. Điếu như vậy coi được sao? Tần Giật đáp: được chứ. Mới đầu ta tưởng những người khóc toàn là người thân cả, bây giờ thấy không phải. Khi tôi vô điếu, thấy có những người già khóc ông như khóc con, có những người trẻ khóc ông như khóc cha. Ông ấy cư xử với người khác, chắc không cầu họ khen mà họ vẫn khen, không cầu họ khóc mà họ vẫn khóc. Như vậy là họ trốn đạo trời, trái chân tình, quên cái bản chân của ông ấy. Cổ nhân bảo thế là bị hình phạt của trời. Thầy anh sinh ra là ứng với thời, rồi chết đi là thuận lẽ trời. Vui với thời, thuận đạo trời thì không bị vui buồn làm dao động trong lòng. Người xưa bảo như vậy là được trời giải phóng cho. Chú thích: mới đầu ta tưởng những người khóc toàn là người thân cả, bây giờ thấy là không phải. Trong đoạn này, mỗi sách giảng một khác mà không có cách nào xuôi cả. Riêng câu này tôi theo GNL, HCH dịch là: mới đầu tôi tưởng ông ấy là bậc trí nhân, như thánh nhân, nay biết là không phải. LKH dịch là: lúc nãy tôi cho ông ấy còn sống, bây giờ ông ấy không còn nữa. Nguyên văn: thủy dã ngô dĩ vi kỳ nhân dã, nhi kim phi dã. 6. Hết thanh củi này tới thanh củi khác, nhưng lửa vẫn lan tới vô cùng. Chú thích: bài này mỗi người hiểu mỗi khác. GNL cho củi trỏ hình thể, ngọn lửa cho tinh thần. Hình thể mất mà tinh thần không. LKH hiểu là lửa do gió mà lan rộng ra thì không sao dập được. Tôi cho rằng lửa ở đây trỏ sự sống. Nhận định: muốn được thảnh thơi, tiêu dao sống trọn tuổi trời, trung kỳ thiên niên thì phải biết phép dưỡng sinh, mà phép dưỡng sinh là thuận lẽ trời. Việc đời vô cùng phức tạp, nhưng cứ theo tự nhiên mà thích ứng với nó, điều khiển nó
thì không mệt sức, không thương tổn tinh thần. Bài 2. Sống chết, tai nạn là lẽ tự nhiên, là mệnh trời. Đừng buồn vì những cái đó. Bài 5 và có lẽ cả bài 3. Đừng trọng vật chất mà trọng tinh thần. Phải giữ tinh thần tự do, thư thái như con chỉ trong bài 4. Sau cùng phải giữ đạo chung, đừng làm quá sức mình. Quả là một bài học khôn. Chủ trương của Trang khác hẳn của Mạnh Tử, nhất là của Mặc Tử. Hết chương 3. Phép dưỡng sinh chủ. Chương 4. Thế gian, nhân gian thế. 1. Trọng Ni, tức Khổng Tử, hỏi Nhan Hồi: Anh tính đi đâu? Con đi qua nước Vệ, để làm gì? Con nghe nói vua Vệ, Vệ Trang Công, đường tuổi tráng niên, hành vi độc đoán, coi thường việc nước, không thấy lỗi của mình, coi thường mạng dân, người chết đầy đất, nhiều như cỏ khô trong đồng cháy, dân không biết đi đâu. Con đã từng nghe thầy bảo, nước nào đã bình trị thì mình nên bỏ mà đi, nước nào loạn thì mình nên tìm tới. Như một thầy lang thấy bệnh nhân là trị, còn theo lời dạy của thầy mà mong lại cứu nước Vệ được phần nào chăng? Trọng Ni bảo: Lại đó để mà bị giết à? Đạo thì không nên tạp, tạp thì hóa phiền toái thì gây hỗn loạn thì gây lo lắng mà không thể cứu được. Hạng trí nhân thời xưa giữ vững đạo mình rồi sau mới giúp người khác. Đạo của anh chưa được vững mà sao sửa được hành vi tàn bạo của người khác, tức vua Vệ. Lại thêm, anh biết tại sao đức sở dĩ bại hoại còn mưu trí do đâu mà ra không? Đức bại hoại do hiếu danh, mưu trí phát ra do thích tranh đua. Hiếu danh gây ra sự khuynh loát lẫn nhau, mưu trí tạo ra những phương tiện để tranh giành. Hai cái đó đều là những khí cụ bất tường, không làm cho hành vi con người được tận thiện. Đức cao và lòng chân thành không đủ để thắng được tính khí của người. Danh tốt và tinh thần hiếu hòa, vị tất đã cảm được lòng người. Nếu anh cố lấy những lời nhân nghĩa, phải đạo mà thuyết con người tàn bạo ấy, thì tức là lấy cái xấu của họ để làm nổi bật cái tốt đẹp của mình. Như vậy là bừa người ta như bừa cỏ, bừa người ta thì bị người ta bừa lại. Thầy ngại rằng anh sẽ bị hãm hại mất. Giả sử vua Vệ yêu người hiền mà ghét người ác thì cũng đâu đặc biệt cần tới anh, vì nước Vệ có nhiều bậc hiền tài rồi. Anh không can gián thì thôi, nếu can gián thì vua Vệ sẽ nhân kẽ hở của anh mà đả anh. Anh mà chịu thua thì mắt anh sẽ hoa lên, nét mặt anh sẽ dịu xuống, miệng anh sẽ tìm cách bào chữa, thái độ anh sẽ phục tòng, anh sẽ thuận theo ý ông ta. Như vậy không khác gì dùng lửa để diệt lửa, dùng nước để ngăn nước, chỉ tăng thêm tội ác của ông ta. Còn nếu như anh nhất định một lòng can gián mà không được ông ta nghe, thì nhất định sẽ bị ông giết. Xưa vua Kiệt giết hiền thần là Quan Long Phùng, vua Trụ giết chú là Vương Tử Tỷ Can. Những bậc đó ở địa vị thấp, làm trái ý vua để bênh vực dân chúng, bị vua hãm hại chính vì hiền đức của họ. Ham danh thì hậu quả như vậy đó. Xưa vua Nghiêu đánh các nước Tùng Chi và Tư Ngao, vua Vũ đánh nước Hữu Hổ, ba nước đó bị tàn phá, dân chúng bị diệt, vua bị giết, vì vua của họ dùng binh lực để cướp bóc các nước láng giềng mà làm giàu. Vừa hiếu danh, vừa tham lợi thì hậu quả như vậy đó. Anh không biết điều đó ư? Dẫu bậc thánh nhân cũng không khắc phục được lòng ham danh và lợi, huống hồ là anh. Nhưng có lẽ anh đã có kế hoạch nào đó rồi, thử nói cho thầy nghe nào. Nhan Hồi đáp: Con sẽ dáng cung kính mà khiêm nhường, cương quyết mà chuyên nhất, như vậy được không? Không được, vì vua Vệ tự mãn mà tính tình bất thường, không ai dám làm trái ý ông ta. Ông ta áp đảo thiện ý của người khác để làm theo ý mình. Con người đó, những thói tốt hàng ngày có thể sửa tính được mà còn không chịu theo, thì làm sao thực hành được đức lớn? Ông ta tất sẽ cố chấp, không chịu sửa đổi. Nếu ông ta bề ngoài tán đồng anh mà trong lòng không phản tình, thì anh dùng phương pháp đó có ích lợi gì? Nếu vậy thì con dùng cách trong thẳng mà ngoài cong của cổ nhân. Kẻ nào trong thẳng là môn đệ của trời, môn đệ của trời thì cho vua với mình cũng là con của trời. Là con trời thì đâu cần người khác phê phán ngôn luận của mình là phải hay trái, thuận với tự nhiên như vậy
thì giữ được thiên chân như đứa bé, nên người ta gọi là em bé, mà em bé là môn đệ của trời. Kẻ nào ngoài cong là môn đệ của người. Hai tay chắp lại, cầm cái hốt quỳ xuống, cúi đầu. Đó là bầy tôi giữ lễ với vua. Mọi người giữ lễ đó, làm sao con dám không giữ? Làm như mọi người thì không ai trách mình, như vậy là môn đệ của người. Kẻ nào hành động như cổ nhân thì là môn đệ của cổ nhân. Kẻ đó chỉ lặp lại những lời của cổ nhân can ngăn vua, nhưng đó là lời của cổ nhân, chứ không phải lời của chính mình. Cho nên, dù có cương trực thì cũng không có tội, vì chỉ là theo cổ nhân thôi mà. Con tính làm như vậy, thầy nghĩ có nên không? Trọng Ni đáp: Không, biện pháp của anh nhiều quá mà không thông đạt. Anh chỉ tính làm sao cho khỏi bị tội, như vậy cảm hóa nhà vua sao được? Còn hết cách rồi, xin thầy chỉ cho con có biện pháp nào nữa không? Anh trai giới đi, rồi thầy sẽ chỉ cho. Làm theo thành kiến mà dễ thành công là trái với lẽ trời. Nhà con nghèo, đã mấy tháng nay con không uống rượu, không ăn thịt, như vậy có thể gọi là trai giới được không? Trọng Ni bảo: Đó là trai giới để tế lễ, không phải là trai giới của tâm, tâm trai. Thưa thầy, thế nào là trai giới của tâm? Anh tập trung tinh thần, không nghe bằng tai mà nghe bằng tâm, không nghe bằng tâm mà nghe bằng cái khí. Tai chỉ nghe được thanh âm, tâm chỉ lãnh hội được hiện tượng. Khí vốn hư cho nên dung nạp được vạn vật. Đạo ở chỗ hư không, cho nên bảo hư không là trai giới của tâm. Còn khi chưa biết được sự trai giới của tâm thì chỉ cảm thấy có mình thôi. Khi đã biết rồi thì không thấy có mình nữa. Như vậy có phải là hư không không? Phải, sự kỳ diệu của chỗ trai giới của tâm là như vậy đó. Thầy bảo anh này, anh có vô nước vệ thì đừng nên động tâm vì danh lợi. Vua vệ có nghe lời anh thì anh hãy nói, không nghe thì anh đừng nói. Đừng cho họ thấy kẽ hở của mình, công kích được mình. Cứ hư tâm mà đợi khi nào không thể không nói được, hãy nói. Như vậy là gần đạt được đạo. Đi mà không chạm đất là điều khó hơn không để lại một vết chân nào trên đất. Giúp việc cho người thì dễ gian dối, giúp việc cho trời thì khó gian dối. Thầy nghe nói có cánh thì bay được, chưa hề nghe nói không cánh mà bay được. Nghe nói dùng trí tuệ thì đạt được tri thức, không nghe nói không dùng trí tuệ mà đạt được tri thức. Từ cái hư không của tâm thần mà phát ra ánh sáng, cái phúc ở cả trong sự hư tĩnh của tâm thần. Tâm thần không hư tĩnh thì gọi là ngồi mà rong ruổi. Tọa trì, thân thể ngồi yên mà tâm thần thì lang thang. Người nào có thể khiến cho tai, mắt thành những cảm quan hướng nội mà thông suốt, mà không dùng tâm trí thì dù quỷ thần cũng phải quy phục, huống hồ là người. Đó là phép thích ứng với mọi biến hóa của vạn vật. Cái nút, cái chốt của sự sáng suốt của ông Vũ, ông Thuấn, cái quy tắc xử sự suốt đời của Phục Hy, Kỷ Cừ, huống hồ là bọn người thường. Chú thích: Như một thầy lang thấy bệnh nhân là trị, dịch sát là cửa nhà thầy lang thì có nhiều bệnh nhân. Chí nhân, tức hạng đạt đạo, đức rất cao. Không làm cho hành vi con người được tận thiện. Nguyên văn: Phi sở dĩ tận hành giã, có sách dịch là không làm tiêu chuẩn cho phép xử thế được. Vua vệ sẽ nhân kẽ hở của anh mà đả anh. LKH dịch là nếu anh không có gì để can gián thì vua vệ sẽ thấy anh làm thinh mà tỏ rằng ông ta thắng anh. Tỷ can là chú ruột của vua trụ, cũng là con vua nên gọi là vương tử. Tùng Chi, bài 2.9 chép là tông, khoái, hai nước. Làm sao thực hành được đức lớn? HCH dịch là sao có thể dùng đức lớn mà cảm hóa ông ta được? Trong lòng không phản tỉnh. LKH dịch là nếu bề ngoài anh cúi đầu trước mặt ông ta mà trong lòng không chỉ trích ông ta thì có ảnh hưởng gì tới ông ta được? Trong thẳng mà ngoài cong. Nội trực, ngoại khúc, nghĩa là bề ngoài chiều đời nhưng trong lòng vẫn giữ chủ trương của mình. Làm theo thành kiến mà dễ thành công là trái với lẽ trời. Câu này mỗi sách giảng một khác.
LKH dịch là: kẻ nào có thành kiến thì chẳng thấy công việc của mình dễ dàng ư? Trời rực rỡ không hợp với kẻ đó. Khi đã biết rồi thì không thấy có mình nữa. LKH dịch khác: con chưa đạt được cảnh giới hư không ấy nên con vẫn còn là nhan hồi. Nếu con đạt được thì con sẽ không còn là nhan hồi nữa. Đừng nên động tâm vì danh lợi. LKH dịch là: nếu anh gặp được vua Vệ thì đừng động tâm vì địa vị của ông ta. Đi mà không chạm đất là điều khó hơn không để lại một vết chân nào trên đất. JNL và HCH đều dịch là: không đi trên đường là điều dễ, đi mà không để một vết chân trên đất là điều khó. Nguyên văn: tuyệt tích dị, vô hành địa nan. Giúp việc cho trời thì khó gian dối. HCH dịch là: làm việc người thì dễ, vô tâm mà thuận theo tự nhiên là khó. JNL: ở đời mà có thành kiến thì dễ làm bậy, không có thành kiến thì khó làm bậy. Không dùng trí tuệ mà đạt được tri thức. Nguyên văn: văn dĩ hữu trí, trí giả hỷ. Chữ trí, trí tuệ ở đây có lẽ nên hiểu là trực giác, khi mình đã hư tâm được rồi. Phục hy kỷ cừ. Đời thượng cổ Trung Hoa không có ông vua nào tên là Kỷ Cừ, cho nên Văn Nhất Đa, một thi sĩ kiêm học giả hiện đại, cho hai chữ Kỷ Cừ là nhân toại, mà nhân toại là toại nhân, người đầu tiên dạy cho dân tộc Trung Hoa dùng lửa viết ngược. 2. Viên đại phu nước Sở họ Diệp, tên Chư Lương, hiệu là Tử Cao, sắp phải đi sứ nước Tề, lại hỏi Trọng Ni: vua Sở phó thác cho tôi một sứ mệnh quan trọng. Vua Tề đối với các sứ thần các nước ngoài thường tỏ ra rất cung kính, nhưng rốt cuộc chẳng chịu giúp gì cả. Thuyết phục một người thường đã khó rồi, huống chi là một ông vua chư hầu, tôi ngại quá. Thầy tướng bảo Chư Lương tôi rằng, việc bất luận là lớn nhỏ, ít có việc nào không gây tai hại. Nếu không thành công thì nhất định là chịu sự trừng phạt của người trên. Nếu thành công thì chịu cái họa của âm dương, nghĩa là phải lo lắng, hao tổn tinh thần. Bất luận là thành công hay không thành công mà không gây tai hại thì chỉ bậc hiền đức mới được vậy. Tôi bình thường ăn uống đạm bạc, không cầu món ngon, không cần phải giải nhiệt vì không ăn những đồ bổ mà sinh nóng. Vậy mà sáng được vua giao cho sứ mệnh thì buổi chiều tôi phải uống nước đá, nước đóng băng vì lo lắng mà hóa ra nóng trong mình. Chưa thi hành sứ mệnh mà âm dương bất hòa như vậy, nếu sứ mệnh mà thất bại thì bị thêm hình phạt của vua nữa. Làm sao chịu nổi hai nỗi ưu hoạn đó? Làm sao chọn được đạo bề tôi bây giờ? Thầy có điều gì khuyên tôi không? Trọng Ni đáp: trên đời có hai luật chính là mệnh trời và bổn phận. Con yêu cha mẹ, đó là mệnh trời, vì đó là thiên tính cố kết trong lòng đứa con. Bề tôi thờ vua, đó là bổn phận. Bất luận thời nào, ở đâu cũng bị sự thống trị của vua, không sao tránh khỏi được. Cho nên đó là một luật lớn. Con thờ cha mẹ thì phải thích ứng với mọi hoàn cảnh, như vậy là chí hiếu. Bề tôi thờ vua phải chấp nhận mọi sự nguy hiểm, như vậy là tận trung. Người nào làm việc hết lòng thì vui hay buồn cũng không đổi lòng. Biết rằng sự thể không thay đổi được mà an mệnh chấp nhận nó, như vậy là trí đức, có đức tuyệt cao. Phận làm tôi, con, thế nào cũng có những điều không được như ý, phải miễn cưỡng làm tròn bổn phận mà quên mình đi. Như vậy đâu còn tham sống sợ chết nữa. Ông cứ làm sứ mệnh được giao phó đi. Tôi đã được nghe điều này, xin kể lại. Trong việc giao tế với nhau, nếu ở gần nhau thì do tiếp xúc hàng ngày mà tin nhau. Nếu ở xa nhau thì chỉ căn cứ vào những lời trung thực của nhau. Những lời này do một người thứ ba truyền đạt. Truyền đạt những lời vui vẻ hoặc giận dữ của hai bên là một công việc cực khó. Vì hai bên muốn làm vui lòng nhau thì họ tâng bốc nhau lên. Nếu giận nhau thì họ không tiếc lời trách móc nhau. Cái gì quá mức tất không đúng sự thực, không làm cho người ta tin được. Người nào truyền đạt những lời gây lòng nghi ngờ thì tất gặp tai họa. Cho nên cách ngôn có câu: truyền những lời bình thường thôi, đừng truyền những lời quá lố. Như vậy may ra bảo toàn được thân. Như người đấu võ, mới đầu nghiêm chỉnh lắm, rồi sau mới dùng ngón ngầm, rốt cuộc sẽ dùng cả trăm quỷ kế để hạ đối phương. Người uống rượu mới đầu lễ độ, rồi sau say sưa hỗn loạn, hóa ra phóng đãng. Mọi việc đều như vậy.
mới đầu nhã nhặn, rồi sau thô tục. Mới đầu là chuyện nhỏ, sau thành đại họa. Lời nói như sóng gió, mà việc truyền đạt thì có đắc, có thất, lỡ lời. Sóng gió dễ nổi lên, sự đắc thất cũng bất thường như sóng gió, dễ sinh ra nguy hiểm. Sở dĩ người ta nổi giận vì những lời nói quá của người kia, con thú bị dồn vào đường cùng, sắp chết, nổi giận hóa ra hung dữ với người thợ săn. Kẻ dưới bị người trên đối xử hà khắc quá thì cũng bất giác, nảy ra ý hãm hại người trên. Những ý nghĩ bất giác như vậy rồi sẽ đưa tới đâu? Cho nên cách ngôn có câu, đừng sửa đổi mệnh lệnh của vua, đừng miễn cưỡng làm quá để thành công. Cái gì vượt quá mức tức là quá độ. Sửa đổi mệnh lệnh, miễn cưỡng làm quá thì sẽ hỏng việc. Cho nên giải pháp tốt nhất là phải thủng thẳng. Việc hỏng rồi khó sửa lại được, vậy chẳng nên thận trọng ư? Nên vượt ra ngoài sự vật mà tiêu dao tự tại, thuận theo lẽ tự nhiên để dưỡng tâm. Đó là đạt được đạo. Ông không cần thêm ý kiến của ông, cứ làm theo lệnh của vua. Đó là một việc khó đấy. Chú thích: việc bất luận là lớn nhỏ, ít có việc nào không gây tai hại. Nguyên văn: quả bất đạo, dĩ hoan thành. Mỗi sách giảng một khác. Lời ca hát: nếu không theo đạo mà thành công thì rất ít việc, không sinh ra ân hận sau này. Lại có sách chú giải: rất ít việc không làm đúng theo đạo mà rồi vui vẻ, thành toại được. Chỉ vì chữ hoan, đọc là hoan thì có nghĩa là vui vẻ, mà đọc là quan thì có nghĩa là lo lắng. Sự thống trị của vua, lời ca hát dịch là: kẻ bề tôi ở đâu cũng không quên vua được. Cái gì vượt quá mức tức là quá độ. Nguyên văn: quá độ giật giã. Có sách bảo chép lộn phải đọc là quá độ ích giã, và có nghĩa là quá độ là làm tăng mệnh lệnh của vua. Đây là một việc khó đấy. Đoạn này thực tối nghĩa, mỗi sách giảng mỗi khác. 3. Nhan Hạp, một người hiền nước Lỗ, được vời làm sư phó cho thái tử của Vệ Linh Công, lại thỉnh giáo Cử Bá Ngọc bảo: có một người bản tính tàn bạo, hiếu sát, để cho nó làm theo ý nó thì tất hại cho nước tôi. Nếu ngăn cản nó thì nguy hiểm cho tính mạng tôi. Trí tuệ của nó chỉ đủ để thấy người khác lầm lỗi mà không hiểu tại sao họ lầm lỗi. Đối với kẻ đó, tôi phải làm sao bây giờ? Cử Bá Ngọc đáp: câu hỏi của ông hay lắm. Ông nên cẩn thận, giữ gìn đừng lầm lỗi. Ngoài mặt nên nhã nhặn thân mật, trong lòng nên hòa thuận. Như vậy vẫn có thể có tai họa được. Nhã nhặn, thân mật nhưng đừng nhu nhược, dung túng kẻ đó phạm tội. Lòng hòa thuận nhưng đừng phô trương. Ai nhã nhặn thân mật tới nhu nhược, bị kẻ ác đồng hóa thì sẽ sa đọa. Ai khoa trương sự hòa thuận là muốn cầu danh, mưu mô hại người. Học trò ông còn là một đứa con nít thì ông cũng làm ra vẻ con nít như nó. Nó hành động không có phép tắc, ông cũng làm bộ không giữ phép tắc với nó. Nó phóng đãng, ông cũng làm bộ phóng đãng với nó. Như vậy, ông lần lần sửa đổi được nó. Ông có thấy con bọ ngựa đương càng lên định ngăn chiếc xe không? Nó không thấy việc đó không thể làm được vì nó quá tự cao tự đại. Ông phải coi chừng đấy, phải thận trọng. Nếu ông khoe tài ông mà xúc phạm học trò ông, thì ông gần như con bọ ngựa đó. Ông có biết người ta nuôi cọp ra sao không? Người ta không dám cho nó ăn một con vật còn sống hoặc ăn trọn một con vật chết. Sợ như vậy sẽ kích thích bản tính hung dữ, hiếu sát của nó. Phải cho nó ăn đúng giờ, tùy theo nó vui vẻ hay hung dữ mà thuần phục nó. Hổ không cùng một loài với người, nhưng biết thuận theo tính tình nó thì nó cũng tỏ vẻ làm vui lòng người nuôi nó. Nó vồ người nuôi nó chỉ vì người này làm trái tính nó. Một người yêu ngựa tới nỗi dùng sọt hứng phân của nó, dùng vỏ sò lớn hứng nước tiểu nó. Một hôm muỗi bu trên người ngựa, người đó vô ý đập muỗi mạnh quá, ngựa kinh hoàng cắn bể hàm thiếc, rồi làm nát đầu và ngực người nuôi. Bản ý người đó tốt mà bị hại như thế đấy. Vậy ông chẳng nên thận trọng ư? Chú thích: trí tuệ của nó chỉ đủ để thấy người khác lầm lỗi mà không hiểu tại sao họ lầm lỗi. Nguyên văn: bất tri kỳ sở dĩ quá. GNL và HCH đều dịch là không thấy lỗi của chính mình. Mưu mô hại người có bản dịch là khiến cho người ta tranh danh dự với mình mà mưu mô làm hại mình. Nguyên văn:
vi thanh, vi danh, vi yêu, vi nghiệt. 4. Một người thợ mộc tên Thạch qua nước Tề tới một chỗ tên là Khúc Viên, thấy trên nền xã nơi tế thổ thần có một cây lịch. Tàn lá nó che được cả ngàn con bò, vòng thân nó tới cả trăm vi, nó cao như núi, lên khỏi mặt đất 8 trượng rồi mới đâm cành. Có tới 10 cành lớn có thể khoét làm thuyền được. Người ta ùn ùn kéo nhau tới coi, nhưng người thợ cả không thèm ngó, cứ tiếp tục đi. Người học trò tập nghề nhìn cây ấy một hồi lâu lại nói với thầy: "Từ khi con theo thầy học nghề, chưa bao giờ con thấy khúc gỗ lớn như vậy, tại sao thầy không ngừng lại coi?" Người thợ cả bảo: "Thôi, đừng nói nữa, cây đó vô dụng, dùng để đóng thuyền thì thuyền chìm, để đóng quan tài thì quan tài mau nát, để làm cánh cửa thì cánh cửa thấm nước, để làm đồ dùng thì đồ dùng mau hư, để làm cột nhà thì cột nhà mau bị mối mọt, không dùng được việc gì cả. Chính vì nó vô dụng nên mới thọ được như vậy." Sau khi về nhà, người thợ nằm mê thấy cây của thổ thần đó hiện lên bảo: "Tại sao chú cứ so sánh như vậy? Chú muốn ta giống với những cây hữu dụng ư? Khi cây tra, cây lê, cây quất, cây bưởi có trái chín thì chúng bị tàn phá, cành lớn bị bẻ gãy, cành nhỏ bị vặt trụi. Vì chúng hữu dụng nên khốn khổ suốt đời và chết sớm. Thế là chúng gây sự tàn phá cho chúng. Những vật nào hữu dụng cũng đều như vậy cả. Đã từ lâu ta cầu được vô dụng, mấy lần suýt chết, nay mới được như sở nguyện đấy. Sự vô dụng đó rất hữu ích đối với ta. Nếu ta dùng được vào việc gì thì làm sao sống lâu mà to lớn được như vậy? Chú và ta đều là sinh vật cả. Một sinh vật làm sao phán đoán được một sinh vật khác? Một người vô dụng sắp chết như chú, làm sao biết được thế nào là một cây vô dụng?" Người thợ cả tỉnh dậy, kể lại giấc mộng cho học trò nghe. Người này hỏi: "Cây đó đã cầu được vô dụng, thế thì tại sao lại làm cây tượng trưng thổ thần?" Người thợ cả đáp: "Im đi, đừng nói nữa. Nó tạm dựa vào thổ thần như vậy để những kẻ không hiểu nó khỏi chê nó là vô dụng. Nếu nó không tượng trưng cho thổ thần thì bị người ta đốn rồi còn gì. Cách tự bảo toàn của nó thật khác thiên hạ. Lấy thương tình mà chê trách nó, chẳng là sai lầm quá ư?" Chú thích: "Một vi là 10 trượng, như vậy là ngàn thước, tức 1.000 nhân 0,2 mét bằng 200 mét ngày nay. Cây tra, một loại cây như lê. Một sinh vật làm sao phán đoán được một sinh vật khác?" Nguyên văn: "Nại hà tai", có sách dịch là: "Sao chú lại muốn dùng ta?" 5. Nam Bá Tử Kỳ tới đổi thương, thấy một cây lớn lạ lùng, tán nó có thể che cả ngàn cỗ xe 4 ngựa. Ông ta tự hỏi: "Cây này là cây gì? Nó dùng được vào việc gì không? Từ dưới nhìn lên, những cành nhỏ cong queo của nó không thể xẻ thành cái đòn, cái giường nhà được. Ngó xuống, cái thân to lớn nứt nẻ, đầy mắt của nó, không làm quan tài được. Liếm lá của nó thì miệng sẽ lở loét. Nó hôi thối, chỉ ngửi thôi cũng hóa điên, mê sảng suốt 3 ngày. Rồi Tử Kỳ tự kết luận, cây đó thật vô dụng, cho nên mới lớn được như vậy. Bậc thần nhân cũng cầu được bất tài như cây đó. 6. Nước Tống, ở một nơi tên là Kinh Thị, mọc nhiều cây thu, cây bách, cây dâu. Những cây mà thân vừa một chét tay thì bị đốn làm cọc cho khỉ. Những cây vừa một ôm thì dùng làm giường cột cho những nhà lớn. To hơn nữa thì khoét làm quan tài cho những thương gia giàu có và các nhà sang trọng. Vì vậy mà những cây đó bị búa rỉu đốn, không hưởng hết tuổi thọ. Vì chúng hữu dụng nên mới bị tai họa. Thời xưa, bọn thầy Pháp không dùng con bò chán trắng, con heo mõm cong và đàn ông bị bệnh trĩ liệng xuống sông để tế thần. Vì cho như vậy là bất tường, nhưng chính thần nhân thì lại cho vậy là đại cát. Chú thích: "Chét, lượng chứa gọn trong 2 bàn tay nắm." 7. Xưa có một người hình thù kỳ quái, cằm thòng xuống tới dưới bụng, vai nhô lên khỏi đỉnh đầu, xương sống đưa lên trời, ngũ tạng tức tổng can tỳ phế thận nằm lộn ngược lên phía trên trong ngực, hai đùi đưa lên tới ngang sườn. Hắn may vá giặt rịa cho người khác đủ ăn. Hắn vét hạt trong các thùng lúa đủ nuôi 10 người. Khi có lệnh trưng binh, hắn khoanh tay mà đi thong dong trong đám đông. Khi có lệnh bắt sâu, hắn được miễn vì tàn tật. Khi nhà nước cứu giúp người tàn tật thì hắn được 3 trung lúa và 10 bó củi.
Một kẻ hình thù kỳ quái mà tự túc được và hưởng hết tuổi thọ của trời, huống hồ là người làm bộ có đức tính kỳ quái. Chú thích: giặt rịa, hành động giặt nói chung. Hắn vét hạt trong các thùng lúa đủ nuôi 10 người. Jurnal và HCH đều dịch là làm nghề bói và đoán số mệnh mà nuôi được 10 người. Chung là một đơn vị bằng 6 hộc 4 đấu, mỗi hộc là 10 đấu. 8. Khổng Tử qua nước Sở. Một người cuồng nước Sở là Tiếp Dư tới trước nhà Khổng Tử hát: con phượng kia, sao mà đức suy như vậy? Không thể biết trước được tương lai, không thể trở lui được về dĩ vãng. Khi thiên hạ thịnh trị, thì thánh nhân thực hiện sứ mệnh mình. Khi thiên hạ loạn lạc, thì thánh nhân bảo toàn thân mình. Như thời này thì chỉ cúi đầu bị hình phạt. Hạnh phúc nhẹ hơn cái lông mà không biết ai biết nhận lấy nó. Tai họa nặng hơn trái đất mà không ai biết tránh nó. Thôi đi, đừng mong lấy đức cảm hóa người. Nguy thay, đừng tự làm khổ mình nữa. Gai góc, đừng ngăn bước đường của ta. Đi vòng quanh, đừng để gai đâm vào chân. Chú thích: Tiếp Dư, coi bài 3, chương 1. Không thể biết trước được, có sách dịch: đợi được hoặc trông cậy được. Đừng tự làm khổ mình nữa. Dịch cho sát là vẽ một vòng tròn trên đất rồi nhảy vào đó mà đứng. LKH dịch là lựa một nước để phụng sự. Đừng ngăn bước đường của ta. Nguyên văn: Vô Thương Ngô Hành có sách chú giải, chữ hành đó là đầu hay gót chân. 9. Cây trên núi tự rước lấy búa rìu vào thân, mỡ tự dẫn lửa nên phải cháy. Cây quế ăn được nên bị lột vỏ, cây sơn nhựa dùng được nên bị rạch vỏ. Ai cũng biết chỗ dùng được của vật hữu dụng mà không biết chỗ dùng được của cái vô dụng. Nhận định: Vương Tiên Khiêm tóm tắt ý nghĩa chương này như sau. Nhan đề nhân gian thế có nghĩa là dương thế, tức xã hội thời đại Trang Tử. Thế này bảo: phục vụ một ông vua bạo ngược, sống trong cái xã hội loạn lạc, ô uế, giao thiệp với người khác, tiếp xúc với sự vật, đừng nên cầu có tiếng tăm mà nên ẩn danh, che giấu bớt đức hạnh của mình đi. Như vậy mới bảo toàn được tính mạng và đạo của mình. Cuối thiên, Trang Tử mượn lời của Tiếp Dư: không thể biết trước được tương lai, không thể hối tiếc được về dĩ vãng, để bày tỏ lòng mình. Bài 1 chỉ cho ta phép can gián, phải hư tâm, đừng tranh thắng. Khi nào không thể không nói được thì hãy nói. Bài 2 chỉ cách đi sứ, nói rộng ra là cách giao tế, chỉ truyền lại những lời bình thường của người khác thôi, bỏ đi những lời quá lố, làm đúng việc người ta giao phó cho, nhưng đừng mong thành công mà làm quá, như vậy thì may ra bảo toàn được thân. Bài 3 chỉ cách dạy người, phải thuận theo thiên tính của họ, như nuôi cọp thì phải để ý tới tính hiếu sát của nó mà đừng xúc phạm nó. Từ bài 4 trở đi, trừ bài 8, bài người cuồng nước Sở khuyên Khổng Tử, bài nào cũng diễn ý này. Muốn bảo toàn được thân thì che giấu tài đức của mình đi, kẻ vô dụng, tàn tật lại là kẻ sống yên ổn nhất. Tóm tắt cả chương chỉ dạy ta cách bảo toàn được thân trong thời loạn. Thâm thúy nhất là câu cuối của chương: nhân giai chi hữu dụng chi dụng, nhi mạc chi vô dụng chi dụng giả. Về sự chân ngụy trong chương này, xin coi phần 1, chương 2, nên so sánh chương nhân gian thế này với chương sơn mộc, phần 3. Hết chương 4, thế gian, nhân gian thế. Chương 5, đức sung mãn và tự nhiên, đức sung phù. 1. Tại nước Lỗ có người cụt chân tên là Vương Đài, số đệ tử theo học cũng ngang với Trọng Ni. Thường Quý hỏi Trọng Ni: Vương Đài cụt mất một chân, vậy mà ở nước Lỗ, bọn đệ tử đông như môn đệ của ông. Khi đứng, hắn không giảng dạy gì cả. Khi ngồi, hắn cũng không nghị luận gì cả. Mà đệ tử khi tới học, không biết gì cả. Khi thôi học thì trí đức sung mãn. Vậy là có một cách dạy mà không nói, mặc nhiên mà cảm hóa được chăng? Còn người đó ra sao? Trọng Ni đáp: ông ấy là thánh nhân. Khâu tôi chưa kịp lại thăm. Tôi muốn nhận ông ấy làm thầy, huống hồ là những người còn kém tôi. Mà nào phải riêng nước Lỗ mà thôi, tôi còn muốn dắt cả thiên hạ lại học ông ấy nữa kia. Con người cụt chân ấy mà hơn ông thì chắc hơn các người thường nhiều lắm.
đời sống nội tâm của ông ấy ra sao? Trọng Ni đáp, sống chết là việc lớn mà ông ấy coi thường. Trời đất có sập, ông ấy cũng không bị hủy diệt. Ông ấy xét kỹ cái chân thực, không bị cái giả làm mê hoặc. Ông ấy biết rằng vạn vật đều biến hóa nên giữ các căn bản chân chính. Như vậy là nghĩa làm sao? Xét chỗ dị biệt của vạn vật thì lá gan và trái mật khác nhau, cũng như nước sở và nước Việt. Xét chỗ giống nhau thì vạn vật chỉ là một. Biết được cái lẽ ấy thì không để ý đến sự nhận thức của tai mắt nữa, mà tâm linh ngao du ở chỗ hài hòa của vũ trụ. Đã thấy vạn vật là một thì không thấy có cái gì mất nữa. Cho nên Vương Đài cho mình mất một chân cũng như mất một cục đất vậy thôi. Thường Quý hỏi, ông ấy sở dĩ tự tu dưỡng được là nhờ trí năng mà biết được cái tâm của ổng, rồi do cái tâm đó mà hiểu được cái tâm bất biến của mọi thời. Như vậy thì có gì mà thiên hạ quy phục ông ấy? Người ta không soi bóng vào một dòng nước chảy mà vào một dòng nước đứng. Vậy thì chỉ cái gì ngưng lặng mới làm cho người khác ngưng lặng được. Những vật thụ mệnh ở đất, do đất sinh ra, chỉ có loài tùng, loài bách là giữ được chính khí, nên mùa đông cũng xanh như mùa hè. Những người thụ mệnh ở trời, duy chỉ có Nghiêu, Thuấn là giữ được chính khí, nên đứng đầu vạn vật. Hai ông ấy sửa mình cho ngay được, nên sửa được những người khác cho ngay. Thấy người nào không sợ là biết người đó bảo toàn được chính khí. Như một võ sĩ, một mình dám đột nhập vào chỗ thiên quân vạn mã. Võ sĩ đó muốn cầu danh, lập công mà còn như vậy. Huống hồ một người muốn làm chủ vũ trụ bao gồm vạn vật, coi thân thể mình như chỗ cư ngụ tạm, coi thanh sắc là ảo tưởng, dùng trí lực mà thấy được mọi hiện tượng và thuần nhất. Còn lòng thì không thấy có sinh tử. Người đó sẽ lựa ngày lên trời, cho nên mọi người tự nhiên quy phục, chứ người đó đâu có quan tâm tới họ. Chú thích: Đức Sung Phù, nguyên văn Đức Sung Phù, sung là sung mãn, đầy đủ ở bên trong. Phù, chính nghĩa, là cái thẻ để làm tin. Ở đây có nghĩa là hiện ra ngoài, phù hợp với ngoài, vì cái đức đó tự nhiên. LKH dịch phù là đích thực. Đời sống nội tâm của ông ấy ra sao? Nguyên văn: Độc Nhược Nhi Hà, có sách dịch là lòng con người đó chuyên nhất ra sao? Cái chân thực, tức cái đạo. Căn bản chân chính, tức cái đạo. Mọi hiện tượng là thuần nhất. Nguyên văn: Nhất trí chi sở chi. LKH dịch là hợp nhất trí tuệ của mình với đối tượng của nó. Còn lòng thì không thấy có sinh tử. LKH dịch là người đó bất tử. 2. Thân đồ gia cụt một chân cùng với tử sản Đức Trịnh theo học Bá Hôn Vô Nhân. Tử sản bảo với thân đồ gia, nếu tôi ra trước thì anh ở lại một chút rồi sẽ ra sau. Nếu anh ra trước thì tôi ở lại rồi ra sau. Hôm sau, hai người cùng ngồi một phòng, chung một chiếu. Tử sản bảo thân đồ gia, chúng mình đã hẹn với nhau ai ra trước thì người kia ở lại. Bây giờ tôi muốn ra trước, anh ở lại đây một chút được không? Anh thấy tôi là một vị đại thần cầm quyền mà anh không tránh tôi, bộ anh ngang hàng với viên đại thần cầm quyền ư? Thân đổ ra đáp, anh ở trong nhà thầy mà có đại thần cầm quyền nữa ư? Anh tự khoe như vậy thì chỉ tỏ rằng anh kém người khác thôi. Tôi nghe nói, gương mà sáng thì không bị bụi đóng vào. Nếu bị bụi đóng vào thì gương bị mờ. Ở với hiện nhân lâu thì không còn lầm lỗi nữa. Nay anh học đạo của thầy, noi gương thầy mà còn ăn nói như vậy, chẳng phải là lầm ư? Anh đã tàn tật như vậy mà còn đòi tranh hiền với Vua Nghiêu. Xét hành vi của anh đi, không đủ cho anh phản tĩnh sao? Nhiều người không nhận lỗi của mình, tự cho bị chặt chân là oan. Nhưng rất ít người nhận lỗi của mình mà tự cho rằng mình không đáng còn giữ hai chân. Biết rằng sự thể không làm sao khác được mà vui lòng thuận bệnh. Chỉ bậc hiền đức mới được như vậy. Ai mà đi ngang qua đường bắn của ông Nghệ thì thế nào cũng bị một mũi tên. May mà thoát được là người mạng tốt đấy. Nhiều người còn cả hai chân, mỉa mai tôi. Trước kia tôi nổi giận lên, nhưng từ khi lại học thầy thì bỏ được giận mà bình tĩnh lại. Không biết có phải được cái hiền đức của thầy gột rửa cho tâm hồn tôi không? Tôi đã theo học thầy 19 năm rồi, mà thầy không hề thấy tôi cụt chân. Anh và tôi lại đây đều để sửa nội tâm, mà anh lại chê cái hình hài của tôi.
như vậy chẳng phải là lầm ư? Tử Sản nghe vậy xấu hổ, đỏ mặt lên bảo, thôi bỏ chuyện đó đi, đừng nói nữa. Chú thích: Tử Sản tức Công Tôn Kiều, Tử Sản là tên tự, là một đại phu có tài đức của nước Trịnh vào thời Xuân Thu. Chứng tỏ anh kém người khác thôi. Lời ca hát dịch là anh khinh bạn học của mình. Noi gương thầy có sách dịch là anh lại đây học thầy, tôn sùng thầy. Xét hành vi của anh đi, ám chỉ rằng vì làm bậy mà bị tội chặt mất một chân. Nghệ tức Hậu Nghệ, một người đời Hạ có sách bảo là người đời Nghiêu, bắn rất giỏi. 3. Nước Lỗ có một người tên là Thúc Sơn, một bàn chân bị chặt hết 5 ngón. Anh ta khập khiễng lại thăm Trọng Ni. Trọng Ni bảo vì không cẩn thận nên bị vậy, bây giờ lại thì trễ rồi. Người kia đáp: tôi chỉ vì không có kinh nghiệm, không giữ được thân thể nên mất mấy ngón chân. Hôm nay lại đây là muốn bảo tồn cái gì quý hơn chân kia. Mới tới tôi tưởng thấy như trời, không vật gì không che, như đất, không vật gì không trở. Ngờ đâu thầy lại đáp như vậy. Trọng đi bảo: khâu này nông nổi, thầy vô đi, có điều gì xin giảng cho tôi nghe. Người cụt ngón chân bỏ đi không đáp. Trọng đi bèn bảo môn đệ: các anh gắng lên nhé. Người cụt ngón chân kia còn gắng học để sửa lỗi cũ, thì lẽ nào thân thể còn vẹn toàn như các anh lại không chịu cố sức học tập. Người cụt ngón chân đó kể lại chuyện ấy cho lão Đam nghe rồi hỏi: Khổng Khâu chưa là bậc trí nhân ư? Sao mà dạy nhiều học trò để cầu danh như vậy? Hình như ông ấy dùng những lời kỳ quái, ngụy biện để được danh tiếng. Không hiểu rằng một bậc trí nhân chỉ coi cái đó là gông cùm mà thôi. Lão Đam đáp: sao ông không giảng cho ông ấy hiểu rằng sống với chết chỉ là một, cái khả và cái bất khả thì cũng như nhau, như vậy may ra cởi được gông cùm cho ông ấy. Trời phạt ông ấy như vậy rồi, làm sao tôi cởi gông cùm cho ông ấy được. Chú thích: khập khiễng, nguyên văn, chủng là đi bằng gót chân. Sao mà dạy nhiều học trò để cầu danh như vậy? Nguyên văn: Bì Hà Tân Tân dĩ học Tử Vi. Có sách dịch là sao ông ấy hăm hở học ông như vậy. Lại có sách dịch sao ông ấy đi đâu cũng tự khoe là một học giả như vậy. Cái khả: khả là cái nên làm hoặc cái có thể được. 4. Vua Ai Công nước Lỗ bảo Trọng Ni: nước Lỗ có một người tên là Đà, xấu như quỷ, người ta gọi nó là thằng quỷ Đà. Người đàn ông nào ở chung với hắn, hễ xa hắn là nhớ. Thiếu nữ nào đã trông thấy hắn rồi thì về thưa với cha mẹ, thà làm vợ bé hắn còn hơn là vợ cả một người nào khác. Số thiếu nữ đó có trên 10. Không hề nghe hắn sướng suất điều gì, chỉ thấy hắn phụ họa thôi. Hắn không có quyền vị gì để cứu mạng cho ai, cũng không có tiền cứu đói cho người khác, mà lại xấu xí, làm cho mọi người phát sợ. Hắn chỉ phụ họa chứ không sướng suất, mà kiến thức của hắn không vượt khỏi phạm vi trong nước, nghĩa là không rộng gì. Ấy thế mà đàn ông đàn bà bu lại chung quanh hắn, chắc hắn phải có gì khác người. Trẫm triệu hắn tới xem, quả thực nó xấu xí phát sợ. Hắn ở với trẫm chưa đầy 1 tháng, trẫm đã để ý đến hắn. Chưa đầy 1 năm thì trẫm tin hắn. Lúc đó, khuyết viên tướng quốc, trẫm giao chức đó cho hắn. Hắn thờ ơ, có vẻ như chịu nhận, lại có vẻ như muốn từ. Trẫm thấy ngượng, sau cùng hắn nhận. Chẳng bao lâu hắn bỏ trẫm mà đi. Trẫm giàu dĩ như người mất một cái gì. Không còn hắn thì trẫm vui với ai trong nước này đây? Hắn là con người ra sao? Trọng đi đáp: có lần Khâu này đi sứ qua nước Sở, thấy cảnh này. Một con heo cái mới chết, đàn con đang bú vú mẹ, bỗng chúng hoảng hốt, bỏ mẹ mà chạy tứ tán, vì chúng thấy rằng mẹ không nhìn chúng nữa, có cái gì khác rồi. Chúng yêu mẹ không phải là yêu cái thân thể, mà yêu cái tinh thần làm cho hình thể sinh động. Chôn cất kẻ tử trận không ai dùng những đồ trang sức vũ khí để trang sức quan tài. Kẻ cụt chân không thích giày dép, vì đối với họ, những vật đó mất cái công dụng cố hữu rồi. Bọn cung nữ nào được cử vào hầu hạ vua ban đêm thì không được cắt móng tay, xỏ tay. Đàn ông nào có vợ rồi thì phục dịch ở bên ngoài, không được hầu hạ bên cạnh vua. Những người thân thể được toàn vẹn còn được trọng như vậy, huống hồ là những người tâm hồn được toàn vẹn. Tên Đà xấu xí như quỷ kia, không nói gì mà được nhà vua tin cậy. Không có công lao gì mà được nhà vua quý mến, giao việc nước cho hắn mà sợ hắn từ chối. Như vậy, tài của hắn phải toàn vẹn
mà đức của hắn không hiện ra nên người ta không thấy. Ai Công hỏi, thế nào là tài toàn vẹn? Trọng Ni đáp, tử sinh đắc thất, cùng đạt, giàu nghèo, hiền ngu, chê khen, đói khát, nóng lạnh. Đó là những biến hóa của sự vật, sự chuyển vận của luật trời như ngày rồi đến đêm mà không ai biết gốc ở đâu. Ai đạt được lẽ ấy thì tâm thần không bị hỗn loạn, ngày đêm giữ được cái khí thuần hòa ung dung, vui vẻ như khí xuân mà thích ứng với mọi sự biến hóa. Như vậy, có cái tài toàn vẹn. Thế nào là đức không hiện ra? Nước thật yên lặng rồi thì mực nước bình. Vì vậy mà nó có thể làm chuẩn tắc cho mọi việc. Nó giữ được mực của nó ở trong mà không tràn ra ngoài. Có đức tức giữ được sự điều hòa hoàn toàn. Đức không hiện ra nên không ai rời mình được. Sau đó một hôm, Ai Công hỏi một môn đệ của Trọng Ni là Mẫn Tử Khiêm. Khi mới lên ngôi, trẫm giữ kỷ cương mà dắt dân, lo cho đời sống của dân, tự cho như vậy là thông đạt lắm rồi. Này nghe lời của bậc trí nhân, tức Trọng Ni, trẫm ngại rằng mình không thực có đức, đã khinh suất mà làm hại nước. Trẫm với Khổng Khâu không phải là vua tôi, chỉ là bạn bè, lấy đức giao du với nhau thôi. Chú thích: Thằng Quỷ Đà, nguyên văn Ai Đài Đà, có sách cho Ai Đài là tên họ, có sách bảo Ai Đài là rất xấu xí. Sướng Xuất, lời ca hát dịch là cất tiếng ca hát. Kiến thức của hắn không vượt khỏi phạm vi trong nước. Nguyên văn Chi Bất Xuất, Hồ Tứ Vực, có sách giảng là danh tiếng không ra khỏi nước. Không còn hắn thì trẫm vui với ai trong nước này đây? Có sách dịch là vui cái ngôi vua này với ai? Mực nước bình, tức thăng bằng. 5. Một người gù chân quẹo không có môi lại thuyết vua Linh Công Đức Vệ. Nhà vua thích quá tới nỗi thấy người nào bình thường cũng chê là cổ ngẳng. Một người có một cái bướu lớn như cái hủ ở cổ lại thuyết vua Hoàn Công nước Tề. Nhà vua thích quá tới nỗi thấy người nào bình thường cũng chê là cổ ngẳng. Vậy có đức lớn thì có thể làm cho người khác quên hình thể xấu xa, kỳ quái của mình đi. Người nào không quên cái đáng quên, tức hình thể, mà quên cái không đáng quên, tức cái đức, người đó mới thực là quên, nghĩa là không nhớ cái gì đáng khinh, cái gì đáng quý. Cho nên, thánh nhân tiêu dao ở chỗ hư không, coi trí tuệ là mầm thừa, gây tư lự, lễ tín là thứ keo, cầu thúc người ta. Đức huệ là thứ tiếp dẫn, công nghệ cũng đáng khinh như thương mại. Thánh nhân không mưu tính cái gì, đâu cần tới trí tuệ, không đẽo gọt cái gì, đâu cần tới keo, không mất cái gì, đâu cần phải tiếp dẫn, không chế tạo cái gì, đâu cần đến thương mại. Bốn đức đó, không dùng trí tuệ, không dùng lễ tín, không dùng đức huệ, không chế tạo, của thánh nhân, gọi là thức ăn của trời, nghĩa là thánh nhân được trời nuôi, đã được trời nuôi thì còn cần gì đến người nữa. Tuy có hình thể con người mà không có tình cảm con người, vì có hình thể con người nên sống chung với con người, vì không có tình cảm con người nên không bị quan niệm thị phi làm bận lòng. Thánh nhân nhỏ xíu vì thuộc về loài người, nhưng lại vĩ đại vì đồng thể hoặc hòa hợp với trời. Chú thích: Người đó mới thực là quên. Nguyên văn: Nhân bất vong kỳ sở vong, nhi vong kỳ sở bất vong, thử vị thành vong. Có người giảng là người nào quên thân thể mình là không quên gì cả, chỉ người nào không quên thân thể mà quên cái đức thì mới thực là quên. Có sách giảng là người nào không quên thân thể mình mà quên cái đức của mình mới thực là quên mình. Lời ca hát dịch là người nào làm cho người khác quên sự hoàn toàn của mình, người đó đạt được sự toàn phúc. Mầm thừa hoặc cái mầm ác, vì thời Trang Tử có lẽ chưa phân biệt chữ nghiệt, có chữ tử với chữ nghiệt, có chữ mộc ở dưới, hai chữ ấy dùng thay nhau. Thương mại, vì chế tạo thì phải bán, mà thời đó người ta khinh thương mại. Tiếp dẫn, chữ Hán là án, Nguyễn Duy Cẩn dịch là tiếp nối. 6. Huệ Tử hỏi Trang Tử: Con người vốn vô tình sao? Trang Tử đáp: Phải. Người mà vô tình thì sao gọi là người được? Đạo cho nó dung mạo ấy, trời cho nó hình thể ấy, thì sao lại không gọi là người được? Huệ Tử lại hỏi: Nhưng đã là người thì làm sao không có tình cho được? Trang Tử đáp: Cái ông gọi là tình đó, tôi không gọi nó là tình.
Tôi bảo vô tình là thế này. Không để yêu ghét làm thương tổn thiên tính, cứ theo luật tự nhiên, đừng làm gì thêm cho đời sống cả. Đừng làm gì thêm thì làm sao bảo tồn được thân thể? Đạo cho ta dung mạo ấy, trời cho ta hình thể ấy, thì đừng để cho sự yêu ghét làm thương tổn thiên tính. Hiện nay ông hướng tinh thần vào ngoại vật, làm lao khổ tinh lực ông. Dựa vào cây mà biện luận, gục vào cái án mà ngủ. Trời cho ông hình hài mà ông dùng nó để phiếm luận về cứng và trắng. Chú thích: đạo tức âm dương. Tình, nguyên văn: thị phi Ngô Sở vị tình dã. LKH dịch là: quan niệm thị phi đó là tình. Đừng làm gì thêm cho đời sống cả. Nguyên văn: bất ích sinh. LKH dịch là: đừng lạm dụng, lợi dụng đời sống. HCH dịch là: đừng làm gì để thêm vào cái bản tính tự nhiên. Tôi cho rằng ba chữ đó có nghĩa là cứ theo luật tự nhiên, đừng làm gì khác. Ví dụ, đừng đặt ra lễ nghĩa, đau ốm cứ nghỉ ngơi, để cơ thể tự nhiên chống với bệnh, hoặc đừng lập ra thuyết này, thuyết khác. Gục vào cái án mà ngủ, nguyên văn, cảo ngô nghĩa là cây ngô đồng khô. Hầu hết các sách tôi có đều giảng là cái kỷ, tức cái án, làm bằng gỗ ngô đồng. Cứng và trắng, thuyết tách lìa trắng và cứng, ly kiện bạch này của Công Tôn Long. Như nhìn phiến đá trắng, lúc thì ta thấy nó trắng mà không thấy nó cứng, lúc thì thấy nó cứng mà không thấy nó trắng, thấy cái nọ thì không thấy cái kia. Như vậy là cái nọ lìa cái kia, cái nọ không chứa cái kia. Coi Đại Cương Triết Học Trung Quốc 1, Cảo Thơm, năm 1965, Sài Gòn. Nhận định: 6 bài thì 5 bài đầu dùng những nhân vật tưởng tượng kỳ quái, cụt một chân, cụt 5 ngón chân, gù lưng, không môi mà cảm hóa được nhiều người, để tỏ rằng thân thể không đáng kể gì cả, tinh thần mới quan trọng. Người nào có đức thật cao thì chẳng làm gì cả, cũng được người khác quý mến, quên hình dáng xấu xí ghê tởm của mình đi nữa. Cái đức đó là đức tự nhiên, nghĩa là giữ thiên chân, theo thiên tính, không bận tâm đến sinh tử thị phi, đắc thất, đói khát, nóng lạnh. Vì tất cả những cái này chỉ là những biến hóa của sự vật, sự chuyển vận của luật trời, bài 4. Coi thân thể mình như chỗ cư ngụ tạm, mất một chân cũng như mất một cục đất. Coi thanh sắc là ảo tưởng, chút bỏ hết thế tình, không dùng đến trí tuệ, lễ tín, đức huệ, cũng không chế tạo, sản xuất một cái gì, bài 5. Như vậy là được trời nuôi, mà cũng không nên biện luận, dựng một học thuyết nào cả, bài 6. Trang Tử dùng hai hình ảnh để tả cái tâm của bậc trí đức đó. Trong bài 2, ông coi nó như một tấm gương sáng, bụi không đóng vào được. Trong bài 4, ông bảo nó như một làn nước phẳng lặng, mực nước bình rồi mới làm tiêu chuẩn cho mọi vật. Như ống thủy chuẩn, ta dùng coi xem chỗ nào cao, chỗ nào thấp. Ai đạt được trình độ đó thì tuy có hình thể con người mà không có tình cảm con người, vì vậy mà gọi là vô tình. Và tuy nhỏ xíu vì vẫn thuộc về loài người, nhưng lại vĩ đại như trời vì đồng thể với trời. Hết chương 5. Đức sung mãn và tự nhiên, đức sung phù. Chương 6. Đạo là đại tôn sư của ta, đại tôn sư. 1. Biết được thiên đạo và nhân sự, đó là đạt được mức cao nhất của tri thức. Biết được thiên đạo là biết rằng vạn vật do tự nhiên sinh ra, vậy thì phải theo tự nhiên. Biết được nhân sự là dùng cái mà trí tuệ có thể biết được để bảo hộ cái mà trí tuệ không thể biết được, hầu hưởng hết tuổi trời, khỏi chết yểu. Như vậy là tri thức cao minh nhất. Nhưng tri thức cũng có cái lụy của nó, vì tri thức nào cũng phải có đối tượng rồi mới biết được là đúng hay sai, mà đối tượng lại không xác định được. Chẳng hạn, làm sao biết được cái mà tôi gọi là trời đó không phải là người, và cái tôi gọi là người đó không phải là trời? Với lại, chỉ bậc chân nhân mới có được chân tri. Thế nào là chân nhân? Bậc chân nhân thời cổ không chê ít, không khoe thành công, không cầu kẻ sĩ tới với mình. Một người như vậy có lầm lỗi cũng không hối hận, có làm điều tốt cũng không tự đắc, lên cao cũng không run sợ, vồ nước không ướt, vì tri thức đạt được đạo rồi. Chân nhân thời cổ ngủ không nằm mộng, thức dậy không ưu tư, không ăn thức ngon, thở trầm trầm, vì hơi thở từ gót chân mà lên chứ không phải từ trong họng phát ra. Người nào khi nghị luận bị người ta áp đảo thì lời phát ra như tiếng ủa,
người nào thị dục càng mạnh thì tinh thần càng nông cạn. Chân nhân thời cổ không ham sống, không sợ chết, sinh ra không thấy làm vui, chết đi không thấy làm buồn, không cự tuyệt. Hốt nhiên tới rồi hốt nhiên đi, thế thôi. Không quên mình ở đâu mà ra, cũng không cầu được chết. Vui vẻ tiếp nhận cái gì tới, rồi khi mất cái đó thì cho nó trở về với tự nhiên. Như vậy là không đem cái tâm của mình làm tổn thương đạo, không dùng sức người giúp sức trời, bất dĩ nhân trợ thiên, cho nên gọi là chân nhân. Như vậy thì lòng hết mọi sự, nét mặt thanh thản, trán nở nang sáng sủa, vẻ nghiêm túc như khí thu mà ấm áp như hơi xuân. Vui hay giận đều vô tâm, tự nhiên như bốn mùa chuyển vần, thích nghi với vạn vật mà không biết được dấu vết. Cho nên, thánh nhân có thể dùng binh được, diệt nước địch mà không mất lòng dân nước đó. Ân huệ truyền tới vạn đời mà không phải vì lòng yêu người. Ai thích người khác quy phục mình thì không phải là thánh nhân. Ai ban ân huệ cho riêng một người nào thì không phải là có đức nhân. Ai chỉ biết lợi dụng hoàn cảnh thôi thì không phải là người hiền. Ai không biết rằng lợi với hại là một thì không phải là quân tử. Ai cầu danh mà đánh mất chân tính thì không phải là kẻ sĩ. Ai đánh mất cá tính của mình thì không chỉ huy người khác được. Như Hổ Bất Giai, Vũ Quang, Bá Di, Thúc Tề, Cơ Tử, Tư Dư, Kỷ Tha, Thân Đồ Địch đều bị người sai khiến hành động theo lý tưởng của người chứ không phải là của chính mình. Chân nhân thời cổ có vẻ uy nghi mà không kiêu căng, khiêm tốn mà độc lập, nhân cách khác người mà lòng thì hư tĩnh, không thích khoe khoang, lâng lâng như cực kỳ vui vẻ, bất đắc dĩ mới xử sự, nét mặt hòa nhã nên ai cũng muốn được thân cận, khoan dung đại độ nên ai cũng muốn quy phục, tự do nên không ai áp chế được, trầm mặc như ở sau một cánh cửa đóng, vô tâm với thế sự như người quên mất ngôn ngữ. Một người như vậy coi hình pháp là thân thể, lễ nghi là cặp cánh, trí tuệ là thủ đoạn để ứng phó, đạo đức là thuận thiên tính. Coi hình pháp là thân thể mình nên khoan hồng khi trừng trị. Coi lễ nghi là cặp cánh của mình nên làm việc theo thế tục mà thành công. Dùng trí tuệ để ứng phó nên chỉ hành động khi bất đắc dĩ. Coi đạo đức là thuận thiên tính nên dễ dàng đạt được mục đích. Như người có hai chân leo lên được ngọn đồi, không khó nhọc mà được mọi người coi là rất hoạt động. Đối với người đó, ưa và ghét chỉ là một. Hợp nhất với bất hợp nhất thì cũng vậy. Theo lẽ trời thì là hợp nhất, theo phép người là không hợp nhất. Nhưng ai coi trời với người là một, không đối lập nhau thì là chân nhân. Sống hay chết đều do mạng trời, cũng như có đêm có ngày. Cái gì mà loài người không thể can dự vào để thay đổi được thì là tình hình cố hữu của vạn vật. Người ta coi trời là cha và yêu trời. Thế thì cái siêu việt hơn trời lại chẳng đáng yêu sao? Người ta coi vua là bề trên của mình mà hy sinh cho vua. Thế thì chân lý, tức cái đạo, lại chẳng đáng cho mình hy sinh sao? Suối mà cạn thì cá cũng trốn với nhau trong bùn, phà hơi cho nhau, phun dãi nhất vào nhau. Như vậy sao bằng ở trong sông, hồ mà quên nhau? Cũng vậy, khen vua Nghiêu, chê vua Kiệt, sao bằng coi Nghiêu và Kiệt cũng như nhau, nghĩa là quên thiện và ác, không phân biệt người tốt, người xấu nữa. Vũ trụ cho ta cái hình hài, cho ta sống để ta lao khổ, cho ta già để ta an nhàn, cho ta chết để ta nghỉ ngơi. Vậy coi sống là cái phúc thì cũng phải coi chết là cái phúc. Cất thuyền trong cái hang, giấu núi trong cái chằm, như vậy là chắc chắn. Nhưng nửa đêm một đấng vạn năng lại khiêng cả đi thì người đương ngủ không biết được. Chỉ có người nào đem vũ trụ cất vào trong vũ trụ mới không còn sợ mất nữa, vì người đó hiểu được cái lý bất biến của mọi vật. Có hình thể con người cũng đủ cho ta mừng rồi, mà hình thể con người chỉ là một hình thức của hàng vạn sự biến hóa của vũ trụ. Vậy thì ngắm những biến hóa vô cùng của vũ trụ còn thích đến đâu? Cho nên thánh nhân muốn trở về cái gốc chung của vạn vật. Mình nên bắt chước người nào coi thọ hay yểu đều là tốt cả, sinh tử đều là tốt cả. Huống hồ người nào cho vạn vật
đều là các hình thức biến hóa của cái đạo, lại không đáng cho mình noi theo sao? Đạo có thực và tồn tại, nhưng vô vi mà không có hình trạng. Có thể truyền nó được mà không thấy nó được. Nó tự là gốc của nó. Trước khi có trời đất, đã có nó rồi. Nó tạo ra quỷ thần, thượng đế, nó sinh ra trời đất. Nó ở trên thái cực mà không cao, ở dưới lục cực mà không sâu. Có trước trời đất mà không phải là trường cửu. Có trước thời thượng cổ mà không phải là già. Vua Hy Vi nhờ nó mà hòa hợp được trời đất. Vua Phục Hy nhờ nó mà tập hợp nguyên khí. Sao Bắc Đẩu nhờ nó mà vị trí không thay đổi. Mặt trời, mặt trăng nhờ nó mà vận hành không ngừng. Thần Khâm Phôi nhờ nó mà làm chủ núi Côn Lôn. Thần Phùng Di nhờ nó mà rong chơi trên sông lớn. Thần Kiên Ngô nhờ nó mà ở trên đỉnh núi Thái Sơn. Vua Hoàng Đế nhờ nó mà lên được mây xanh. Ông Chuyên Húc nhờ nó mà ở trong cung phía Bắc. Thần Ngu Cường nhờ nó mà làm chúa trên Bắc Cực. Tây Vương Mẫu nhờ nó mà ngự trên núi Thiếu Quang. Không ai biết nó khởi thủy ở đâu, trung cục ở đâu. Ông Bành Tổ nhờ nó mà sống tới đời Hữu Ngu, tức vua Thuấn, tới đời Ngũ Bá. Ông Phó Duyệt nhờ nó mà làm tướng quốc cho Vũ Đinh, thống trị thiên hạ. Rồi sau khi chết, thành một trong những ngôi sao trên trời, ở vào khoảng giữa Đông Duy và Sao Kỳ Vĩ. Chú thích: trí tuệ không thể biết được, nguyên văn, dĩ kỳ trí chi sở chi dưỡng, kỳ trí chi sở bất chi. Mỗi sách giảng một khác. Sách thì cho cái trí tuệ không thể biết được là tinh thần, sách lại cho là thân thể ta tuy nhỏ mà gồm cả vũ trụ, sách khác cho là thọ mệnh, sách khác nữa bảo là đừng để cái vô bờ bến làm khốn mình. Không xác định được, có sách giảng là đối tượng không nhất định vì biến hóa hoài. Bậc chân nhân thời thượng cổ không chê ít, nguyên văn, bất nghịch quả, có sách dịch là không ngại thất bại, LKH dịch là không đàn áp kẻ yếu. Bị người ta áp đảo, nguyên văn, khuất phục giả, LKH dịch là ai làm nô lệ cho thị đục của mình, như vậy thì lòng hết mọi sự. Nguyên văn là trí, các nhà chú giải đều bảo nên đổi là vong, quên, hai chữ đó viết hơi giống nhau. Quên hết mọi sự thì không lo lắng, được yên tĩnh. Không phải là quân tử, quân tử ở đây chỏ người có tài đức dưới bậc hiền nhân mà trên kẻ sĩ. Hồ Bất Giai là hiền nhân, vua Nghêu nhường ngôi cho mà không nhận, giao mình xuống sông chết. Vũ Quang là hiền nhân đời Hạ, vua Thang nhường ngôi cho, không nhận, cột đá vào người nhảy xuống sông. Bá Di và Thúc Tề là người đời Ân, sau khi nhà Ân mất, không chịu ăn thóc nhà Chu, nhịn đói mà chết ở núi Thú Dương. Cơ Tử là hiền nhân của vua Trụ thời Ân, can vua Trụ mà Trụ không nghe, bị Trụ bỏ tù. Tư Dư tức Tỷ Can, cũng vì can vua Trụ mà bị Trụ mổ ngực moi tim, có thuyết bảo Tư Dư là Tiếp Dư. Kỷ Tha, người đời vua Thang, nghe nói vua Thang nhường ngôi cho Vũ Quang, sợ sẽ bị vua nhường ngôi cho nữa nên gieo mình xuống sông. Thân Đầu Địch Hai Tin cũng gieo mình xuống sông. Từ chân nhân thời cổ có vẻ uy nghi tới đây rất tối nghĩa, mỗi sách giảng một khác. Chẳng hạn có sách bảo hình pháp là bản thể của chính trị, nguyên văn dĩ hình như thế giả, hoặc dịch chữ nhất trong đoạn cuối là tề nhất chứ không phải là hợp nhất, dĩ hình như thể giả. Vũ trụ, nguyên văn, đại khối, các sách đều giảng là trái đất. Một đấng vạn năng, có sách dịch là người có sức mạnh. Người đương ngủ, có sách dịch là người hồ đồ mê muội. Cái lý bất biến, cái lý bất biến đó là đạo. Lại không đáng cho mình noi theo sao? Đoạn này cũng mỗi sách giảng một khác. Dưới lục cực, khi chưa chia ra âm dương thì gọi là thái cực, trời đất và bốn phương gọi là lục cực, sáu cái cùng cực. Theo truyền thuyết, Hy Vi là một vua thời thượng cổ, trước cả vua Phục Hy. Vua Ngu Cường, bản Nguyễn Duy Cần chép là thần Ngung Cường. Thần Ngu Cường, bản Nguyễn Duy Cần chép là thần Ngung Cường. Ngũ Bá ở đây, theo Thành Huyền Anh, là năm ông Bá từ đời Hạ đến đời Chu, trong khoảng 800 năm. Theo truyền thuyết, Bành Tổ sống 700 năm. 2. Nam Bá Tử Quỳ hỏi Nhữ Hữu: ông tuổi đã cao mà sao sắc diện còn trẻ như vậy? Nhữ Hữu đáp: tôi đã đắc đạo.
đạo học được không? Không, không được. Ông không phải là người học được đạo. Ông bốc lưng ỷ, có cái tài của thánh nhân mà không có cái đạo của thánh nhân. Tôi có cái đạo của thánh nhân mà không có cái tài của thánh nhân. Nếu tôi đem cái đạo của thánh nhân mà dạy cho ông ấy, thì ông ấy còn thành thánh nhân ngay được không? Không được. Đem cái đạo của thánh nhân dạy cho người có cái tài của thánh nhân là việc dễ. Vậy mà tôi cũng bảo ông ấy phải tốn công luyện tập mới được. Đây là kinh nghiệm của tôi. Sau 3 ngày, tôi coi thiên hạ như hư không. Đã coi thiên hạ như hư không rồi, tôi lại tập 7 ngày nữa. Lúc đó, coi vạn vật là hư không. Rồi tôi bỗng nhiên giác ngộ. Có cảm giác như thấy cảnh bình minh. Có cảm giác đó rồi mới thấy được vạn vật chỉ là một. Thấy vạn vật chỉ là một rồi, sau mới vượt được cổ kim, không bị thời gian hạn chế nữa. Vượt cổ kim rồi sau đó mới vô được cõi không có sống, có chết. Bậc chủ tể giết sinh bệnh thì không chết. Bậc đó sinh ra sinh mệnh mà cũng lại không sinh. Bậc đó có thể dưới hết và tiếp nhận hết vạn vật, hủy hoại được hết, dựng lên được hết. Như vậy gọi là lúc nào cũng bình thản. Lúc nào cũng bình thản thì trong những biến hóa, nhiễu loạn nào, lòng cũng thanh tĩnh. Nam Bá Tử quỳ hỏi, ông học ai mà đắc đạo? Tôi học được của con của Mực. Con của Mực là cháu của sự đọc sách. Cái này lại do sự sáng suốt mà ra. Sáng suốt lại do chú ý. Chú ý do sự siêng năng. Siêng năng do ca hát, tức thích thú mà ra. Ca hát do sự tối tăm tịch mịch. Tối tăm tịch mịch do sự hư không. Hư không do cái không có thủy khởi mà ra. Chú thích: Nam Bá Tử Quỳ, tức Nam Bá Tử Kỳ, trong trường nhân gian thế gọi là Nam Quách Tử Kỳ. Nhữ hữu, có người cho là đàn bà, nếu vậy thì phải đọc là Nữ Vũ. Ông bốc lưng ỷ, có người đọc là Y. Sinh ra sinh mệnh mà cũng lại không sinh, nghĩa là không do cái gì sinh ra cả. Cái không có khởi thủy mà ra. Bài này cũng có mỗi sách giảng mỗi khác. 3. Tử Tự, Tử Dư, Tử Lê, Tử Lai nói chuyện với nhau. Ai coi sự hư vô là đầu, sự sống là xương sống, sự chết là đốt quế của xương sống. Ai biết được sống chết, còn mất, chỉ là một, thì người đó là bạn của chúng ta. 4 người đều nhìn nhau cười, đồng ý và kết bạn với nhau. Chẳng bao lâu Tử Dư đau, Tử Tự lại thăm, Tử Dư bảo, vĩ đại thay tạo hóa. Tạo hóa đã làm cho thân thể tôi co quắp lại như vậy. Vì lưng Tử Dư cong, xương sống lòi ra, ngũ tạng đảo lộn lên trên, cằm đưa xuống tới rốn, vai nhô lên khỏi đầu, tóc dựng ngược, do âm dương thác loạn cả. Nhưng lòng bình tĩnh, ông lết tới giếng, xoay bóng xuống giếng than. Ôi, tạo hóa làm sao cho thân thể tôi co quắp như vậy? Tử Tự hỏi, anh có thấy gớm không? Không, tại sao lại thấy gớm? Nếu tạo hóa muốn biến cánh tay trái tôi thành con gà, thì tôi nhân đó mà gáy sáng. Nếu biến tay phải tôi thành cây cung, thì tôi sẽ nhân đó mà bắn con chim hào đem về quay. Nếu biến đít tôi thành bánh xe, tinh thần tôi thành ngựa, thì tôi sẽ nhân đó mà thắng xe. Với lại, đắc là nhờ thời cơ, thất là do thuận ứng. Ai an thời xử thuận, thì vui buồn không xâm nhập tâm hồn được. Người xưa gọi như vậy là huyền giải. Bị treo lên mà bây giờ được cởi dây cho. Người ta không biết tự cởi cho mình thì sẽ bị kết chặt với vật. Mà vật thì không bao giờ thắng trời được. Vậy thì tại sao tôi lại gớm? Ít lâu sau Tử Lai đau, thở hổn hển sắp chết. Vợ con đứng vây chung quanh mà khóc. Tử Lê lại thăm bảo họ, đi chỗ khác đi, đừng làm kinh động người sắp biến hóa. Rồi đứng tựa cửa nói với Tử Lai, tạo hóa vĩ đại thay, sắp làm gì anh đây? Sắp đưa anh đi đâu? Biến anh thành gan một con chuột hay chân một con trùng? Tử Lai đáp, cha mẹ đưa con đến đâu thì con phải vâng lệnh. Âm dương, tức tạo hóa, đối với người khác gì cha mẹ đối với con. Nếu âm dương bắt tôi chết mà tôi không tuân thì tôi là kẻ ngỗ nghịch, chứ âm dương có lỗi gì đâu. Vũ trụ cho ta cái hình hài, cho ta sống để ta lao khổ, cho ta già để cho ta an nhàn, cho ta chết để ta nghỉ ngơi. Vậy coi sống là cái phúc thì cũng coi chết là cái phúc. Này có người thợ đúc nấu một kim loại. Nếu một phần kim loại ấy nhảy ra ngoài bảo, tôi muốn làm cây kiếm mạc ra, thì người thợ đúc
tất cho đó là một vật bất tường. Cũng vậy, nếu có một người sắp chết bảo tôi muốn còn làm người, thì tạo hóa tất cho kẻ đó là bất tường. Trời đất là cái lò đúc lớn, mà tạo hóa là người thợ đúc lớn. Chúng ta chết rồi, đi đâu mà không được. Tử sinh như giấc mộng, hốt nhiên ngủ, rồi lại hốt nhiên tỉnh dậy. Chú thích: thân thể tôi co quắp, nguyên văn câu câu. LKH dịch là kỳ quặc. Con chim hào: ta dịch là chim vọ, LKH dịch là chim cút. Thất là do thuận ứng, nghĩa là đắc với thất, được và mất đều do hoàn cảnh, đều do luật biến hóa cả. Không bao giờ thắng trời được, vì vật là những trạng thái biến hóa của vũ trụ, mà luật biến hóa đó thì không vật nào tránh khỏi. Cây kiếm mạc gia, một cây kiếm quý thời cổ. Nếu có một người sắp chết bảo, nguyên văn, kim nhất phạm nhân chi hình, có sách dịch là nay có người ngẫu nhiên được tạo hóa cho cái hình thể loài người mà bảo tôi muốn cứ làm người hoài. Chúng ta chết rồi đi đâu mà không được, biến hóa thành vật gì cũng được. 4. Tử Tăng Hộ, Mạnh Tử Phản và Tử Cẩm Trương, ba người kết bạn với nhau bảo: ai có thể liên hệ với nhau mà không để lộ sự liên hệ ấy, giúp đỡ lẫn nhau mà vẫn vô tâm? Ai có thể bay lên trời ngao du trong mây, nhảy nhót trong chỗ vô cực, quên hết sinh tử? Ba người nhìn nhau cười, đồng ý và quyết kết bạn với nhau. Không bao lâu, Tử Tăng Hộ chết. Khi chưa chôn, Khổng Tử hay tin, sai Tử Cống đến giúp việc ma chay. Tử Cống tới, một trong hai người bạn của người chết nghĩ ra một khúc hát để người kia hòa bằng đờn cầm, rồi cả hai cùng hát: ôi anh Tăng Hộ, ôi anh Tăng Hộ, anh đã trở về với bản thể của anh mà tụi tôi vẫn còn làm người. Tử Cống bèn chạy lại bảo: xin hỏi hai ông, người chết nằm đó mà đờn ca như vậy có hợp lễ hay không? Hai người nhìn nhau cười đáp: như anh mới là không hiểu ý nghĩa của lễ. Tử Cống về kể lại cho Khổng Tử nghe. Họ là hạng người ra sao? Không tu dưỡng đức hạnh, thái độ không đoan trang. Người chết nằm đó mà họ đờn ca, về mặt thản nhiên, không biết phải gọi thái độ của họ là gì. Họ là hạng người ra sao? Khổng Tử đáp: họ sống ở ngoài cõi chúng ta, còn thầy sống ở trong cõi. Trong và ngoài không thông với nhau được. Thầy đã cạn suy nên sai anh lại điếu. Họ đánh bạn với tạo hóa, ngao du trong vũ trụ. Họ coi sự sống như cái bướu, coi chết như cái nhọt vỡ ra. Như vậy, coi sinh tử là sự tuần hoàn của cái khí, không phân biệt trước sau. Họ coi hình hài là vật để tạm gửi tinh thần của họ. Gửi vào hình thể này hay hình thể khác thì cũng vậy. Họ quên lá gan và trái mật của họ, không để ý tới tai mắt của họ. Họ coi sinh tử như lẽ tuần hoàn, đi rồi trở về, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Họ mang nhiên, bồi hồi sống ở ngoài cõi trần thế, tiêu dao ở cảnh giới vô vi, đâu có chịu sự câu thúc vì lễ nghi để hợp với tai mắt của người đời nữa. Vậy thì thưa thầy, thầy sống theo quy tắc nào? Thầy là người bị trời đày đọa, nhưng thầy cũng giáng giảng cho anh hiểu điều gì thầy biết. Còn xin thầy, bọn họ sống theo quy tắc nào? Loài cá thích nghi với nước, loài người thích nghi với đạo. Thích nghi với nước thì giúp trong buồn mà kiếm ăn, thích nghi với đạo thì không làm gì mà thiên tính được an định. Cho nên bảo, cá ở trong sông hồ, vui thích mà quên mình. Người ở trong đạo và thuật, vui thích mà quên mình. Còn xin thầy, thế nào là một người kỳ dị? Người kỳ dị là người không hợp với người đời mà hợp với thiên lý. Cho nên bảo, kẻ tiểu nhân của trời là bậc quân tử của người, mà bậc quân tử của người là kẻ tiểu nhân của trời. Chú thích: họ mang nhiên, vẻ ngu ngơ, không biết gì cả. Sống theo quy tắc nào? Nguyên văn là chữ phương, có sách giảng là phương nào, ở trong hay ngoài cõi của chúng ta? Loài người thích nghi với đạo, có sách dịch là sinh và sống trong nước, trong đạo. 5. Nhan Hồi hỏi Trọng Ni: ông Mạnh Tôn Tài, một người hiền nước lỗ, khi mẹ chết thì khóc, nhưng không có nước mắt, lòng không xót xa, để tang mà không hề buồn rầu. Vậy mà được tiếng là biết lẽ cư tang nhất trong nước lỗ, có danh mà không có thực sao, con lấy làm lạ quá. Trọng Ni đáp: ông Mạnh Tôn đã đạt được đến tận cùng đạo cư tang rồi,
ông ấy so với người biết tang lễ thì tiến hơn một bậc. Việc tang nên được giản dị, nhưng vì thế tục chưa giản dị được như ý, cho nên như ông ấy cũng đã là giản dị rồi. Ông ấy không phân biệt thế nào là sống với chết, thế nào là trước với sau. Ông ấy chấp nhận, đợi sự biến hóa mà không biết mình sẽ biến hóa ra cái gì. Ai biết được mình đương biến hóa mà thực ra chẳng phải là biến hóa, hoặc đương khi không biến hóa mà thực ra đã là biến hóa rồi. Anh và thầy đều là những người nằm mê mà chưa tỉnh chăng? Ông Mạnh Tôn thấy cái chết thì bề ngoài sợ, nhưng trong lòng không đau khổ. Chết cũng như đổi căn nhà, chứ không thật là chết. Ông ấy, riêng tỉnh, thấy người ta khóc thì cũng khóc. Như vậy là theo hoàn cảnh. Người ta cho cái hình hài tạm thời của mình là cái ta, nhưng làm sao biết được cái ta đó thực là ta không? Chẳng hạn có thể anh nằm mộng thấy anh là con chim bay lên tới trời xanh, hoặc là con cá lặn xuống đáy vực thẳm. Không biết được người đương nói đây là tỉnh hay nằm mộng. Gặp đều thích ý mà không cười, mất cái làm cho mình thích đó mà cũng vẫn cười. Chỉ người nào vui vẻ về sự tạo vật an bài cho mình mà thuận ứng với mọi biến hóa, người đó mới đạt được cảnh giới hư vô của trời. Chú thích: đổi căn nhà. Thân thể như căn nhà để cho tinh thần tạm trú, chết là bỏ thân thể đó để nhập vào thân thể khác. 6. Một hiền nhân thời cổ là Ý Nhi Tử lại thăm Hứa Do. Hứa Do hỏi: vua Nghiêu dạy anh điều gì? Đáp: vua Nghiêu khuyên tôi trau dồi nhân nghĩa, biện biệt thị phi. Hứa Do bảo: anh tới đây làm gì nữa? Vua Nghiêu đã đem nhân nghĩa xâm vào mặt anh, dùng thị phi cắt mũi anh, thì làm sao anh còn đạt được cảnh giới tiêu dao, thuận ứng mọi sự biến hóa được nữa? Ý Nhi Tử đáp: nhưng tôi cũng mong tới được bờ rào của cảnh giới ấy. Đâu được, kẻ thông manh thì không thấy được vẻ đẹp của lông mày, cặp mắt, nét mặt. Người mù thì không phân biệt được màu vàng, màu xanh của y phục, gấm vóc. Nàng Vô Trang, một mỹ nhân thời cổ, quên mất sắc đẹp của mình. Cứ Lương, một lực sĩ thời cổ, quên mất sức mạnh của mình. Vua Hoàng Đế quên mất trí tuệ của mình. Hết thảy đều do công tôi luyện. Biết đâu tạo hóa lại chẳng có thể xóa cho tôi những vết xâm, vá lại cái mũi bị cắt của tôi, để thân thể tôi lại trọn vẹn mà theo học tiên sinh. Hứa Do đáp: chưa biết được. Vậy tôi hãy kể đại khái thuyết của tôi cho anh nghe. Hỡi đại tôn sư của tôi, đại tôn sư của tôi, người làm cho mọi vật điêu tàn mà không phải là vì nghĩa, người ra ân cho tới vạn đại mà không phải là vì nhân, người có trước thời thượng cổ mà không phải là già, người che chở trời đất, đục đẽo mọi hình thể mà không phải là khéo. Như vậy là đạt cảnh giới tiêu dao. Chú thích: dùng thị phi cắt mũi anh. Xâm mặt và cắt mũi là hai thứ hình phạt thời xưa. Đây chỉ có nghĩa là làm cho tinh thần Ý Nhi Tử biến đổi, hóa xấu xa. Mong tới được bờ rào của cảnh giới ấy, nghĩa là không đạt được đạo thì cũng muốn biết qua loa nó. Người làm cho mọi vật điêu tàn mà không phải là vì nghĩa. Nghĩa ở đây là việc nên làm thì làm. Câu này và câu sau có nghĩa là đạo không chủ ý làm gì cả, cứ tự nhiên vậy thôi. Cảnh giới tiêu dao. Nguyên văn: thử sở du dĩ. Lời ca hát dịch là: đó là đạo của thầy tôi. 7. Nhan Hồi thưa với Trọng Ni: con đã tiến bộ. Trọng Ni hỏi: thế nghĩa làm sao? Con đã quên nhân nghĩa rồi. Được đấy, nhưng chưa đủ. Hôm khác, Nhan Hồi trở lại thưa: con đã tiến bộ. Thế nghĩa làm sao? Con đã quên lễ nhạc rồi. Được đấy, nhưng chưa đủ. Hôm khác nữa lại trở lại: con đã tiến bộ. Thế nghĩa làm sao? Con ngồi mà quên hết thảy được. Trọng Ni kinh ngạc hỏi: thế nào là ngồi mà quên hết thảy? Nhan Hồi đáp: cởi bỏ thân thể, trừ tuyệt sự thông minh, rời hình thể, bỏ trí tuệ, hợp nhất với đạo. Như vậy là ngồi mà quên hết thảy. Trọng Ni bảo: hợp nhất thì không còn lòng riêng nữa, biến hóa thì không câu nệ. Anh quả thực là hiền nhân rồi, thầy muốn theo gót anh. 8. Tử Dư và Tử Tang là hai bạn thân. Mưa dầm đã 10 ngày mà không gặp bạn. Tử Dư đoán bạn đau, đem một gói thức ăn lại tặng bạn. Tới cửa, nghe thấy tiếng Tử Tang nửa như hát, nửa như khóc,
hòa với tiếng đàn cầm. Cha ư, mẹ ư, hay trời, hay người. Giọng yếu ớt mà như hồn hển. Tử Dư bước vô hỏi, giọng hát của anh sao lại như vậy? Tử Tang đáp, tôi tìm nguyên nhân nỗi nghèo khốn của tôi mà không ra. Cha mẹ tôi lẽ nào muốn tôi nghèo? Trời che vạn vật, đất chở vạn vật, đâu có riêng ai. Vậy có lẽ nào lại muốn riêng tôi nghèo? Tìm hoài nguyên nhân mà không ra. Tôi tới nỗi cực khổ như vậy là do số mệnh chăng? Nhận định: chương này luận về đạo và sự đắc đạo. Đạo là luật biến hóa trong vũ trụ mà không có hình trạng. Tự nó là gốc của nó. Nó tạo ra trời đất, vạn vật, cho nên có trước vũ trụ. Bài 1. Nó là chủ tể, đại tôn sư của vạn vật. Nó diệt hết mọi vật mà không phải là vì nghĩa, ra ân cho vạn vật mà không phải là vì nhân. Nó vô vi vì nó là tự nhiên. Bài 6. Đạo đó có thể truyền được nhưng không thể tiếp nhận được. Nghĩa thầy có thể giảng cho môn đệ được mà không thể đem nó cho môn đệ. Chính môn đệ phải tốn công tu luyện. Mới đầu phải tập làm sao như coi thiên hạ là hư không, rồi coi vạn vật là hư không, sinh tử là hư không. Bài 2. Lúc đó đạt tới cảnh giới tọa vong, ngồi mà quên hết thầy, cởi bỏ được thân thể mình, trừ tuyệt trí tuệ mà hợp nhất với đạo, có cảm giác như thấy cảnh bình minh, tức như cảnh mà người Pháp gọi là illumination, thiên khải hay đại giác, thấy vạn vật chỉ là một. Đạt được đạo như vậy thì thành bậc chân nhân, vô nước không ướt, vô lửa không nóng, hơi thở rất sâu, từ gót chân đưa lên tới mũi. Chân nhân có lầm lẫn thì cũng không hối hận, có làm điều tốt cũng không tự đắc vì hành động nào cũng hợp với tự nhiên, cũng theo luật biến hóa. Như vậy không có gì là xấu, là tốt. Bài 1. Không ham sống, không sợ chết, vì sống chết là một, chỉ là biến hóa như ngày và đêm thay đổi nhau, như giấc mộng, hốt nhiên ngủ rồi hốt nhiên tỉnh dậy. Và lại, vũ trụ cho ta cái hình hài, cho ta sống để ta lao khổ, cho ta già để cho ta an nhàn, cho ta chết để ta nghỉ ngơi. Bài 1 và 3. Vậy sống cũng không có gì đáng ham hơn chết. Chết đối với trang tử là cởi bỏ hình thể này để mang một hình thể khác. Mà người đạt đạo thì gặp cuộc đời nào, hoàn cảnh nào cũng vui được. Nếu tạo hóa muốn cánh tay trái tôi thành con gà trống thì nhân đó mà gáy sáng. Nếu biến tay phải tôi thành cây cung thì tôi sẽ nhân đó bắn con chim hào đem về quay. Bài 3. Không có lớn nhỏ, thọ yểu, phải trái, không có nhân nghĩa lễ nhạc, không có sống chết vui khổ, mà có lẽ không có cả cái ta nữa. Chúng ta còn nhớ, cuối chương 2 phần này, trang tử nằm mộng thấy mình hóa bướm, tự hỏi ông là bướm hay bướm là ông, giữa bướm và ông có gì phân biệt được không? Bài 5 chương 6 này, ông lại tự hỏi. Người ta cho cái hình hài tạm thời của mình là cái ta, nhưng làm sao biết được cái ta đó có thực là ta không? Như vậy, cơ hồ trang nghi ngờ hết thảy, chỉ trừ một điều, luật biến hóa trong vũ trụ, người biến hóa thành vật, vật biến hóa thành người, để rốt cuộc lại trở về đạo. Về sự chân ngụy trong chương này, nên coi phần 1, chương 2. Hết chương 6. Đạo là đại tôn sư của ta, đại tôn sư. Chương 7. Lý tưởng của đế vương, ứng đế vương. 1. Niết Khuyết hỏi Vương Nghê 4 câu mà Vương Nghê đều đáp là không biết. Niết Khuyết thích quá, nhảy tưng tưng, lại cho Bồ Y Tử hay. Bồ Y Tử bảo, vua hữu ngu không bằng vua Thái. Vua hữu ngu còn dùng lòng nhân để kết nhân tâm, tuy được người ta quy thuận nhưng chưa thoát ra khỏi sự vật. Vua Thái ngủ êm đềm, tỉnh khoan khoái, người khác gọi ông là ngựa hay bò cũng mặc. Trí thức ông xác đáng, đức ông chân thực, mà ông chưa hề bị trói buộc. Chú thích: ứng đế vương. Theo Quách Tượng thì nhan đề này có nghĩa là cứ vô tâm mà theo tự nhiên thì đáng làm đế vương. Như vậy, chữ ứng phải đọc là ưng. Theo VPC thì phải đọc là ứng. Hễ vật tới, việc xảy ra, mình ứng phó tự nhiên, chứ không phải theo ý riêng của mình, thì là biết cách trị dân. Tôi theo Lửa Ca Hát, dịch thoát là lý tưởng của đế vương. Bồ Y Tử, Niết Khuyết, Vương Nghê, Bồ Y Tử đều là hiền nhân đời Vua Nghiêu, nhưng có lẽ chỉ là nhân vật tưởng tượng do trang đặt ra.
Theo LKH, niết khuyết là gặm vỡ ra. Trang Tử dùng tên đó để tượng trưng trí tuệ nó cắt vụn sự vật ra để tìm hiểu. Vương Nghê là vua bé con, vua kiểu mẫu, hợp nhất được mọi người. Bồ Y Tử là ông trùm áo, tượng trưng cho trực giác bao quát được sự vật. Bồ Y Tử ở đây có chỗ gọi là bị y. Vua Hữu Ngu tức vua Thuấn, vua Thái, Thái là vua phục y. Tỉnh Khoan Khoái, Nguyên Văn, Kỳ Giác Vu Vu có sách giảng là khi tỉnh dậy thì vẻ mặt ngu ngơ, không biết gì. 2. Kiên Ngô lại thăm nước Cuồng, nước Sở là Tiếp Dư. Tiếp Dư hỏi, Nhật Trung Thủy nói gì với ông? Kiên Ngô đáp, ông ấy bảo tôi rằng, vua mà chấp hành pháp độ thì làm dân, ai dám không nghe, mà rồi sẽ bị cảm hóa hết. Tiếp Dư bảo, đó là cái đức giả dối, như vậy mà trị thiên hạ thì không khác gì đào kinh trong biển, bắt muỗi đội núi. Thánh nhân trị thiên hạ có trị ở ngoài, tức dùng pháp độ đâu. Sửa mình cho ngay rồi sao cảm hóa được người, thuận theo tình cảm của dân, để họ tự lo lấy sự sinh tồn của họ, không ép họ. Con chim biết bay lên cao để tránh cái lưới và mũi tên. Con chuột đồng biết đào hang sâu ở dưới gò thờ thần để tránh cái họa bị hun khói, bị đào hang. Lẽ nào người không khôn bằng hai con vật nhỏ ấy mà không biết tránh hoạn nạn? Vậy cứ vô vi để làm theo bản tính của họ là biết cách trị nước. Chú thích: Nhật Trung Thủy có sách bảo Nhật Trung Thủy là tên họ một người hiền thời xưa, thầy học của Kiên Ngô. Theo LKH, cả Kiên Ngô lẫn Nhật Trung Thủy đều là những tên Trang Tử đặt ra để tượng trưng cho một thái độ tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Kiên Ngô và một chính sách tìm sự thành công nhất thời như mặt trời ở đỉnh đầu, thịnh cực rồi suy liền, Nhật Trung Thủy. Hai con vật nhỏ ấy, LKH hiểu khác. Thánh nhân thì giấu cái đức, cái trí của mình như con chim, con chuột đồng ấy. 3. Thiên Căn, gốc rễ của trời, đi chơi ở Ân Dương, tới sông Lục, gặp người không tên bèn hỏi, làm sao trị được thiên hạ? Người không tên đáp, cút đi, quần thô lỗ. Hỏi gì mà thấy ghét? Ta giao du với tạo vật, chán rồi thì cưỡi con chim phiếu điều để bay ra ngoài vũ trụ và tiêu dao ở chỗ hư vô tịch mịch, trong cõi khoáng đãng. Sao anh lại đem cái việc trị thiên hạ ra làm bận lòng ta? Thiên Căn hỏi nữa, người không tên đáp, anh dáng tập cho lòng anh điềm tĩnh, cứ thuận theo tự nhiên của vật, đừng có một chút tư ý, như vậy thiên hạ sẽ thái bình. Chú thích: Con chim phiếu điểu có sách dịch là to lớn. 4. Dương Tử Cư lại thăm Lão Đam hỏi, nay có một người mẫn tiệp, quả cảm, nhận thức sáng suốt và sâu sắc, học đạo không biết mỏi, người đó có thể so sánh với một minh quân được. Lão Đam đáp, hạng đó thánh nhân cho là chỉ làm tôi tớ thiên hạ, bị lụy về kỹ thuật của mình mà hóa ra lao khổ, ưu tư thôi. Cứ xét, con hổ con báo vì da nó vằn nên bị người ta săn, con khỉ vì nhanh nhẹn khéo léo, con chó săn vì giỏi đuổi bò nên bị người ta bắt. Hạng đó sao mà so sánh với Minh Vương được? Dương Tử xấu hổ hỏi, xin hỏi Minh Vương trị thiên hạ ra sao? Minh Vương trị thiên hạ thì công trùm thiên hạ mà cơ hồ không phải là công của mình. Vạn vật đều được cảm hóa mà không thấy nhờ đức của mình. Công đức ấy có đấy mà không ai chỉ ra được. Vạn vật đều thỏa mãn. Hành động của thánh nhân thần diệu không ai đoán được. Họ đồng hóa với sự hư vô. Chú thích: Dương Tử Cư, tức Dương Chu, tên tự là Tử Cư, triết gia chủ trương vị kỷ. Đây là một chuyện bịa. Dương Chu bảo mất một cái lông mà làm lợi cho thiên hạ thì ông cũng không chịu, như vậy đâu có nghĩ tới việc trị nước. Công đức ấy có đấy mà không ai chỉ ra được. Lời ca hát dịch là thiên hạ không biết tên của thánh nhân. 5. Nước Trịnh có một thầy tướng kỳ tài tên là Quý Hàm, đoán được sinh tử tồn vong, họa phúc, thọ yểu, biết trước việc sẽ xảy ra năm nào, tháng nào, tuần nào, ngày nào, đúng như thần. Vì vậy nước Trịnh thấy ông tới là sợ, bỏ chạy. Liệt Tử lại thăm ông ta, phục lắm, về thưa với thầy Hồ Tử, trước con coi đạo của thầy cực cao thâm rồi, bây giờ con còn thấy có cái còn cao thâm hơn nữa. Hồ Tử bảo, ta chỉ chuyển cho anh cái hư văn ở bên ngoài thôi, chứ đâu đã chuyển cho cái chân thực bên trong. Anh cho như vậy là đắc đạo rồi ư? Gà mái mà không có gà trống thì trứng đâu có nở được. Anh cũng vậy, không có cái chân thực của đạo mà đã ra tranh đua với đời, cho nên bị người ta dò được nhược điểm.
anh thử dắt người đó lại đây coi tướng cho thầy xem sao. Hôm sau, Liệt Tử dắt người thầy tướng lại. Khi ra về, ông ta bảo Liệt Tử: "Thầy anh sắp chết, không sao sống được, không tới 10 ngày nữa đâu. Tôi thấy có cái tướng lạ quá, như cho ướt." Liệt Tử trở vô, khóc mướt, đầm vạt áo, thưa lại với Hồ Tử. Hồ Tử bảo: "Tại lúc nãy, thầy hiện ra như khối đất trơ trơ, không động mà cũng không ngừng, không có sinh khí. Anh dắt hắn lại đây một lần nữa coi." Hôm sau, người thầy tướng lại tới và khi ra về bảo Liệt Tử: "Thật may, thầy anh nhờ gặp ta nên hôm nay đã đỡ rồi, có sinh khí rồi, thần khí bế tắc đã mở ra rồi." Liệt Tử trở vô kể lại cho thầy nghe. Hồ Tử bảo: "Tại thầy lần này hiện ra như đất đã cày, sinh cơ, nghĩa tựa như sinh khí, theo tự nhiên mà phát ra, không có hình tượng gì để gọi. Nó từ gót chân đưa lên. Hắn thấy sinh cơ của ta nên nói như vậy. Anh lại dắt hắn lại đây lần thứ ba coi." Hôm sau, người thầy tướng trở lại, khi ra về bảo Liệt Tử: "Khí sắc thầy anh bất định, ta không làm sao coi tướng được. Đợi khi nào khí sắc thịnh rồi, ta sẽ coi lại." Liệt Tử vào thưa với thầy. Hồ Tử bảo: "Tại thầy để hiện ra cái khí cực hư không, hồn nhiên không cần dấu vết. Hắn chỉ thấy ở thầy một sự quân bình giữa âm và dương, cho nên hắn không đoán tướng của thầy được. Còn cá kình bơi lội, nước chỗ bị nó quậy nổi sóng mà thành vực, có chỗ bị nó ngăn lại mà thành vực, có chỗ chảy xuôi mà thành vực. Có tới 9 thứ vực, đó mới chỉ là 3. Thầy cũng chỉ mới cho hắn thấy 3 tâm trạng của thầy thôi. Lại dắt hắn tới đây một lần nữa coi." Hôm sau, Quý Hàm theo Liệt Tử tới, mới thấy Hồ Tử đã kinh hoàng bỏ chạy. Hồ Tử bảo Liệt Tử: "Đuổi bắt hắn." Liệt Tử không đuổi theo, quay vào thưa: "Hắn chạy mất hút rồi, còn không theo kịp." Hồ Tử bảo: "Thầy chưa cho hắn thấy căn bản của địa đạo. Thầy hư tâm mà tùy theo hắn, nên hắn không sao hiểu nổi thầy. Thầy như ngọn gió thổi thì dạp xuống, như làn sóng bập bềnh mà trôi, cho nên hắn sợ mà chạy." Lúc đó, Liệt Tử mới biết rằng mình chưa học được gì ở thầy. Ông trở về nhà, 3 năm không ra khỏi cửa, làm bếp thay vợ, nuôi heo như nuôi người, không phân biệt người và vật, không quan tâm tới việc đời, tự rèn luyện để khôi phục được tính chân phác và tập được tính độc lập. Đối với trần thế, giữ được sự hư tĩnh giữa vạn sự thác loạn, như vậy cho tới hết đời. Chú thích: Quý Hàm, nguyên văn là Vu, đồng cốt. Tuần, mỗi tuần hồi xưa là 10 ngày, như hiện nay ta còn nói, mỗi tháng có 3 tuần, thượng, trung và hạ. Không có hình tượng gì để gọi. Đoạn này rất tối nghĩa, nguyên văn danh thực bất nhập. LKH dịch là: "Thầy không nghĩ gì tới danh tiếng và của cải." Tôi theo GNL và HCH. Ông trở về nhà, nguyên văn là: "Tự dĩ vi vị thủy học nhi quy", có sách chấm câu một cách khác. Và dịch là: "Trở về cái học về vị thủy", nghĩa là cái học về cái không có nguồn gốc. 6. Vô vi thì làm chủ cái danh. Vô vi thì gồm các kế hoạch. Vô vi làm cho công việc hóa giản dị. Vô vi hướng dẫn trí tuệ. Hiểu được rằng đại đạo là vô cùng, hoặc hiểu được cái lý vô cùng của đại đạo mà tiêu dao ở chỗ hư không, vô hình tích, bảo toàn được thiên tính, bỏ hết thành kiến. Như vậy chỉ là để cái tâm hư không mà thôi. Bậc trí nhân dùng cái tâm mình như dùng cái gương, không đuổi vật đi, không đón vật tới, tự nhiên nhi nhiên mà chiếu khắp vạn vật. Không giấu một chút gì, nhờ vậy mà thắng được vạn vật, không bị vật làm tổn thương. Chú thích: Vô vi hướng dẫn trí tuệ. Nguyên văn: Vô vi danh thi, vô vi mưu phủ, vô vi sự nhiệm, vô vi trí chủ. Các bản chữ Hán đều giảng đại khái như nhau. Đừng hưởng thụ danh dự, đừng sướng xuất kế hoạch, đừng đảm đương công việc, đừng dùng cơ trí mà làm chủ sự vật. 7. Vua Hải Nam tên là Mau Lẹ, vua Bắc Hải tên là Thình Lình, vua Trung ương tên là Hỗn Độn, tức không phân biệt. Một hôm, Mau Lẹ và Thình Lình gặp nhau ở xứ của Hỗn Độn, được Hỗn Độn tiếp đãi trọng hậu. Muốn đáp lòng tốt đó, bàn với nhau: người ta ai cũng có 7 lỗ để nghe, ăn và thở, mà anh Hỗn Độn không có một lỗ nào cả. Tụi mình thử đục cho anh có đủ lỗ đi. Thế là mỗi ngày họ đục một lỗ. Tới ngày thứ 7, Hỗn Độn chết. Chú thích: 7 lỗ, tức 2 mắt, 2 tai, miệng và 2 lỗ mũi. Nhận định: chương cuối này thuộc về phần chính trị luận trong học thuyết Trang Tử.
Đại ý toàn chương được tóm tắt trong bài 6, bài quan trọng nhất. Lý tưởng của các đế vương trị thiên hạ phải là vô vi. Vô vi là cái kho chứa mọi kế hoạch, nghĩa là không kế hoạch nào bằng vô vi. Vô vi thì mọi công việc được giản dị, trí óc được sáng suốt. Vô vi là thuận lẽ tự nhiên, cứ hư tâm, không dùng cơ trí, không có thành kiến, thuận theo hoàn cảnh như cỏ rạp dưới ngọn gió. Bài 5, thích ứng với mọi vật, để mọi vật sống theo thiên tính của chúng. Bài 3, vì thiên tính của chúng rất sáng suốt, chỉ cho chúng ta cái gì nên làm, cái gì nên tránh rồi. Ta đừng nên đem ý riêng của ta mà lập ra pháp độ. Bài 2, bắt chúng theo. Như vậy sẽ tai hại như hành động của vua Biển Bắc và vua Biển Nam trong bài 7. Đục thêm 7 lỗ cho vua Trung ương để vua có đủ tai mắt mũi miệng, rốt cuộc là làm cho vua Trung ương chết. Thực hành được nguyên tắc vô vi ấy thì là minh vương, công trùm thiên hạ mà cơ hồ không phải là công của mình. Vạn vật đều được cảm hóa, sống theo bản tính mà không cảm thấy là nhờ đức của mình. Bài 4. Hết chương 7. Lý tưởng của đế vương. Ứng đế vương. Hết phần 2. Nội thiên.